Mara Bơ và Tường Mập rất vui mừng đón chào quý vị đang đến với chương trình Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Quý vị thân mến, Ngôi sao tình yêu đã trở thành một chương trình rất là quen thuộc đối với khán giả xem đài, đặc biệt là những bạn trẻ đang mong muốn tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp với mình. Ngày hôm nay sẽ là một nhan sắc tuyệt vời, rất tài năng, và cô ấy đang công tác, sinh sống và thậm chí là quốc tịch Mỹ luôn. Wow, từ bên Mỹ mà về Việt Nam để tham dự chương trình Ngôi sao tình yêu. Lý do vì sao cô ấy không muốn làm dâu ở đất nước xa xôi kia mà muốn quay trở về Việt Nam và tìm kiếm một hạnh phúc đích thực. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón nàng Sheila Trương. Chào khán giả Ngôi sao tình yêu, tên là Sheila. Hiện nay mình sinh sống và làm việc tại Mỹ và Việt Nam. Tranh thủ trong lúc thời gian nghỉ hè thì mình về Việt Nam và tham gia chương trình Ngôi sao tình yêu để hy vọng có thể tìm thấy một nửa của mình. Theo những người bạn xung quanh Sheila thì nhận xét Sheila là một người có tính hướng nội, hơi quyết đoán một chút xíu. Nhưng nếu mà thân với Sheila rồi thì Sheila cực kỳ dễ tính và hòa đồng với tất cả mọi người. Một người nam mà có thể thu hút được Sheila đó là một người biết chia sẻ, biết cảm thông. Nếu mà một người yêu á thấp hơn Sheila thì Sheila nghĩ điều đó không quan trọng đâu. Bởi vì đối với Sheila thì chiều cao của nam nhân tính từ đầu lên trời chứ không phải là chiều cao thực tại à. Nếu mà người yêu Sheila bắt buộc phải ở Việt Nam thì thực ra điều này hơi khó cho Sheila một chút xíu, nhưng mà thôi, theo tiếng gọi con tim vậy. Biết đâu thì mình sẽ theo anh ấy về Việt Nam sống và làm việc. Chào bạn. Chào chị. Chào anh. Sao anh ấy thẹn vậy? Anh thì tôi biết rồi. Im lặng khi thời gian trôi hững hờ. Im lặng khép mình bên những vần thơ. Im lặng bên một bài hát tăng. Anh không nói được nên lời luôn. Sheila Trương nè, đứng ở vị trí này bạn có hồi hộp khi mà chuẩn bị sắp sửa tới đây mình giao lưu với 5 chàng trai ở trên không ạ? Dạ, từ ngoài kia vào đây em rất là hồi hộp rồi. Thật ra là em không có nhìn rõ được mặt các bạn, nhưng mà nhìn hình dáng của các bạn rất là cao, tim em rung động một chút. Và bây giờ bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình để cho anh Hoàng bớt bỡ ngỡ không? Chứ gì mặt đâu mà hả hồng, mắt chữ A miệng chữ O vậy? Chắc là anh Hoàng Phi. Hoàng Phi, Hoàng Phi. Không phải là thấy em đẹp đâu mà chắc là... chắc là anh Hoàng Phi. Anh Hoàng Phi. Ôi anh lộn, anh Hoàng. Ôi anh lộn, 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 sorry. Hoàng Phi Hiển Linh. Hồi nãy chị kêu tên là em lộn nãy giờ. Hoàng Rapper. Hoàng Rapper, đúng rồi. Sorry anh. Thật ra là không phải là anh Hoàng Rapper thấy em đẹp đâu, mà chắc lẽ là thấy mấy anh trên đẹp. Có mà anh cũng đâu thấy gì trong bóng tối đâu. Sheila đẹp thiệt. Nói chung là bạn gái của chúng ta Sheila Trương ngày hôm nay bạn nghi ngờ về giới tính của anh. Được, anh ba đứa con rồi anh sao hết. Không gì phải hối tiếc chứ mà. Rõ ràng bên đây Sheila Trương rất là đẹp. Nhưng mà bên cạnh đó là anh khá bất ngờ về giọng nói của em. Anh cứ ngỡ là một người đẹp đang sinh sống làm việc tại đất nước xa xôi là đất Mỹ thì sẽ có cái sự ảnh hưởng về văn hóa và thậm chí là chất giọng sẽ thay đổi. Dạ. Và bạn vẫn giữ nguyên. Ồ, rất là thuần Việt đúng không nào? Hay quá. Dạ, thật ra thì từ lúc đi học là em học chuyên văn, nên là khi mà nói hay là dùng những cái ngôn từ tiếng Việt em khá là sành sỏi. Mặc dù qua Mỹ nhưng mà ngày nào em cũng dùng tiếng Việt á. Dạ, dùng với gia đình, bạn bè đa số là đều tiếng Việt, nên là em vẫn nói tiếng Việt như bình thường. Rồi, may quá. Nhưng mà chúng ta sẽ cởi mở hơn và gần gũi với nhau nhiều hơn nữa. Và sẽ không có khoảng cách nào cả. Thôi thì bây giờ giống như lời Tường Mập, bạn giới thiệu đôi nét về mình và đặc biệt là những thành tích của mình nha. Em đang là chủ spa ở bên Mỹ. Bên cạnh đó thì sở thích của em là thích đi du lịch. Em có thể xách ba lô lên và đi một mình tất cả những nơi trên thế giới nếu mà có điều kiện. Mà thật ra là em cũng rất là vô tư. Em chỉ thích đi làm, đi về nhà, du lịch và đi mua sắm, shopping, trò chuyện với bạn bè, đầy đủ rồi. Rất đơn giản đúng không? Dạ, nào? Vậy là đủ vui rồi. Còn về những thành tích của mình nào? Thật ra thì em theo ngành quản lý nhà hàng khách sạn tại Mỹ. Sau đó thì em có trở về nước và thi Hoa hậu điện ảnh năm 2016 và đạt giải Hoa hậu. Hoa hậu điện ảnh. Hèn chi, ảnh mê, chỉ số. Đẹp mà, ai mà chẳng ngưỡng mộ đâu, phải mình tôi đâu. Về công việc spa của bạn, spa thì nó khá là rộng. Thì không biết là bạn là chuyên về nhan sắc da mặt hay là làm nail hay như thế nào? Dạ, hay em là body? Chuyên về skin care, chăm sóc da mặt. À, dạ. Chắc là cần phải nhờ bạn tư vấn gì mà nó bơ quá. Free cho tất cả mọi người ở đây. Dạ, dễ thương quá. Một cô gái tài năng, xinh đẹp, giỏi giang và còn khiêm tốn nữa. Thay thiệt,
từ trước giờ bao nhiêu cái vệ tinh vây quanh bạn rồi? Nhìn em thì mọi người sẽ nghĩ là chắc là rất là nhiều chàng trai theo đuổi. Chắc chắn luôn. Dạ. Nhưng mà thật ra không phải vậy đâu. Tính em rất là hướng nội và em cũng ngại giao lưu với bạn bè, trừ những người thân thiết của em thôi. Với lại công việc của em khá là nhiều, em không có nhiều thời gian. Nên những cái mối tình mà em có thể có thể để ấn tượng với mình thì chắc là ít lắm. Ít lắm. Số ít là gì? Đếm được trên bàn tay. Một bàn tay thôi. Một bàn tay tới 15 lóng lần em. Ôi, tính ngón tay 3 lóng. Mình tính luôn móng tay. Chỉ tay. Thôi bây giờ mình tính ngón tay nè. Thì 1 tới 5 thì mấy mối tình rồi? Chắc là... chắc 3. 3 hả? Dạ. Mấy cái râu riêng mình không tính hen. Những cái cảm xúc mình say nắng. Bỏ qua. 3 mối tình đi. Dạ vâng. Thì với 3 mối tình dù sao mình phải có cảm xúc chứ. Phải nhờ những cảm xúc đó mình có những trải nghiệm. Dạ. Mình hiểu rõ được tình yêu nó đáng trân quý đến bao nhiêu. Dạ đúng. Thì trong 3 mối tình thì bạn cảm thấy là ấn tượng với mối tình nào nhất? Em thấy là mỗi mối tình thì đều cho mình một cái bài học riêng, một cái kỷ niệm riêng. Nên là đối với em thì những cái mối tình đi qua đời em đều trân quý và đều giống như nhau. Giống nhau hết. Dạ vâng. Vậy thì hy vọng ngày hôm nay cũng sẽ là một điều đáng để bạn trân trọng nữa cùng với 5 ứng viên. Chắc chắn. Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Giới thiệu với Sơ La Trường, đây chính là 5 chàng trai ở 5 vị trí khác nhau của ngôi sao tình yêu. Wow, thật sự chính bản thân họ rapper tưởng tượng rằng đằng sau vóc dáng kia là sự điển trai và rất là nam tính. Hy vọng là các anh ấy sẽ tận dụng được khả năng của mình để chiếm lấy trái tim của Sơ La, một trong những người đẹp định cư, sinh sống, làm việc tại Mỹ, ngày hôm nay quay trở về Việt Nam để tìm kiếm niềm hạnh phúc của riêng mình. Em tìm kiếm điều kỳ diệu á anh. Ráng nghe. Hãy chào đón chàng trai đầu tiên ở vị trí cao nhất theo chiều kim đồng hồ hen. Và đó chính là bạn Lê Thanh. Chào Thanh. Chào tất cả mọi người ạ. Mình tên là Thanh, hiện đang 29 tuổi. Nghề tay trái của mình là cung cấp nhân sự cho các sự kiện. Còn nghề tay phải là làm bếp ạ. Wow. Hay bếp là hay thơm thơm rồi đó. Thấy nó ấm rồi đó. Điểm sáng của bạn này là làm bếp là dễ đi từ bao tử đến con tim lắm nha. Như vậy thì bạn trước đây học ngành nào? Trước đây thì mình học về cơ khí công nghiệp điện tử chính xác ạ. Nhưng sau khi cảm giác như là nghề nó chọn mình hay sao ấy. Nó không liên quan gì hết. Giọng nói của bạn nghe cũng rất là ngọt nha. Không biết mỗi lần mà an ủi động viên bạn gái mình sao ta? Thì lúc đó mình sẽ nên ít nói là một chút à. À, mình lắng nghe nhiều hơn đúng không? Dạ, mình nên có những món quà nhỏ nhỏ. Chắc món ăn á anh ơi. Món ăn hay là quà vật chất hay là một món quà tinh thần? Cả hai càng tốt ạ. Wow, anh này khá là ngọt ngào. Tâm lý nghe. Dạ. Rồi bây giờ hãy gặp gỡ Sơ La nè. Chinh phục cô ấy bằng một câu nói đầu tiên của bạn gửi gắm đến cô ấy đi. Anh cũng mới gọi em lần đầu thôi nhé. Sao lúng túng dữ vậy? Tại vì nét đẹp của bạn ấy làm cho em không biết nói gì cả. Nói chung bây giờ nếu mà có một cái từ mà thay thế được chữ đẹp á, thì chắc là Sơ La. Nếu mà có một cái từ mà thay thế được chữ đẹp á, thì chắc là Sơ La. Wow. Chuyện à, hôm nay em Sơ La lắm. Chuyện à, em thấy anh Sơ La không? Anh muốn anh Sơ La hơn nữa. Anh Sơ La hơn nữa. Có bằng cách nào để Sơ La hơn được không? Em cũng không biết nữa, nhưng mà hiện tại thì em thấy anh rất là Sơ La. Anh rất Sơ La đúng không? Anh mà cầm một cái đèn Sơ La nữa, anh rất là Sơ La nữa. Đó là một cái câu nói tính nhẹ với bạn, được một lời khen. Dạ. Sơ La ơi, có câu gì muốn hỏi anh không? Hồi nãy anh giới thiệu bản thân mình á, em nghe nói anh cung cấp cái gì cho sự kiện em nghe không có rõ. Nhân sự, có nghĩa là thí dụ như là những nhân sự như là người mẫu nè, busy boy nè, hay là những cái gì liên quan tới sân khấu á, là anh ấy sẽ sắp xếp, là anh ấy là rất giỏi về mặt quản lý. Dạ, những cái người đàn ông mà có thể sắp xếp được mọi thứ như vậy, em nghĩ là cái tư duy á rất là nhạy bén, rất là nhanh. Đúng, chính xác. Dạ. Thế à, anh nói anh thích nấu ăn, món ăn mà anh thích nhất là món gì? Đó, đúng rồi. Anh thích đồ Việt, em vẫn thích đồ Việt hơn. Thích đồ Việt chứ, em người Việt mà. Như những cái món như là kho, xào, các thứ. Ví dụ một món nào đó đi, một món đó anh thích nhất thì có, mình có chung nhau. Ví dụ nhau như là thịt bò xào bông thiên lý hoặc là thịt heo xào bông điên điển chẳng hạn. Wow. Cái giờ này mà sao nhắc tới cái mấy món như vậy chừng hà. Bông điên điển, bông bí, bông lý nữa. Em cũng đã từng ăn bông điên điển và bông thiên lý rồi, hả? Cái, những cái món này thì em rất là thích ăn ở Việt Nam, nhưng mà khi bên Mỹ thì không có. Không tìm được nguyên liệu. Tại vì những cái bông đó khi mà đóng gói qua thì nó phải trữ lạnh thì nó không có ngon nữa. Mà không có để trữ luôn á. Hầu như em không ăn được cái món đó, chắc là em đợi anh á. Chắc là em đợi anh á. Gì vậy Việt Nam em ơi. Anh chờ. Em đợi anh nói hay gì? Bếp nhà anh vẫn luôn còn trống một ghế. Bếp nhà anh vẫn luôn còn trống một ghế. Okay. Bếp nhà anh mấy ghế rồi?
Ờ, hình như bố, nhưng mà có thể dẹp mất hai cái cũng được. Dẹp bớt luôn hả? Là bạn đang sống độc thân? Dạ, em hiện đang sống ở ngoài ạ. À, sống riêng, tự lập một mình rồi đúng không ạ? Sao Lan nè, món ăn yêu thích của bạn là gì? Dạ, em món nào cũng thích hết anh ơi. Trời ơi, sao em giữ được bóng dáng này hay quá vậy? Từ mặt cũng có, từ chỉ giống bạn này đó. Em sẽ chỉ chị tập gym với yoga nhiều là sẽ ốm. Ok, mình lại có một cái điểm chung nữa rồi. Anh thích tập gym hả? Một tuần thì anh sẽ dành từ 4 tới 5 ngày để tập gym. Vậy cho em hỏi chút xíu là muscle của anh được bao nhiêu muối rồi? Nếu em muốn thì cho anh 2 tháng thì sẽ ra 6 muối thôi. Tại vì trước đây anh cũng từng làm PT rồi. Wow, ok, good. Rồi, bây giờ thì hãy thể hiện một cái gì đó tài năng sở trường của bạn được không nào? Thực sự thì em không có duyên với ca hát lắm. Khả năng của em là có thể nấu ăn thôi. Nếu mà Sola muốn thì... Chắc mời nhé, với nhà quá. Sao đường đột vậy? Em phải bước qua bốn người đàn ông này rồi mới được dẫn Sola về nhà đấy. Hoặc là anh có thể nấu ăn rồi ship qua tận nơi cho em cũng được. Anh có thể nấu ăn rồi ship qua tận nơi cho em cũng được. Ok, em ghi nhận tấm lòng của anh. Biết địa chỉ nhà đồ. Ok, mình ship qua Mỹ nha cưng. Không, em cũng quen bên vận chuyển nên chắc không vấn đề gì. Mắm em còn gửi được mà. Thôi bây giờ mình hít đất hay là mình làm những động tác thể dục đi cho nó có hành động cụ thể được không? Hít đất trên đây á. Ừ, còn hít không được mình hít. Thôi anh đừng làm khó anh nữa. Không, tại phòng quá chương trình là bắt buộc thể hiện bản thân mình. Tội nghiệp quá à. Ừ. Hay là có thể thử sức khỏe của em bằng cách ẩm Sola được không ta? Hả hả? Thôi ẩm đi vòng vòng chẳng hạn. À, ẩm chứ tiền đi. Ừ, mà lúc đó được, mặt được, rồi. Được. Vẫn không được. Rồi, như vậy chúng tôi sẽ sẵn sàng chờ đợi món ăn của bạn sẽ ship đến tận nhà của Sola nhé. Và bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ chàng trai thứ hai. Một anh chàng họ Lê nữa, nhưng mà Lê Nhật. Chào Nhật. Chào mọi người ạ. Cao quá. Chào hai MC, đặc biệt là cô gái ở dưới kia. Lê Nhật, năm nay mình 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài công việc đó, mình là một người mẫu ảnh. Lê Nhật nè, bạn cao quá, không biết là có đứng đụng luôn cái ngôi sao của tôi không vậy? Giờ gần đụng anh ơi. Bạn cao mấy mấy vậy ạ? Dạ 1m85 ạ. 1m85 ạ. Nghe đã ha. Thật sự thích quá à. Mình có hơn 1m7 thì tuổi thân quá à. Như vậy thì không biết là cả gia đình mình là ai cũng cao như vậy hết hay như thế nào ạ? Dạ đúng ạ. Còn ai cao hơn bạn nữa không? Dạ không, mà trong gia đình là em là cao nhất ạ. Dạ. Bạn thừa hưởng gen cao này của ai? Của ba hay mẹ? Của ba ạ. Vậy ba ở nhà chắc phong độ lắm hen. Và bây giờ ngày hôm nay gặp Sola nè, một người rất là xinh đẹp. Hãy bày tỏ tình cảm của mình đi. Hôm nay đứng trên này là anh hơi bị rung. Thấy em xinh quá. Rung vì độ cao hay rung vì cô ấy xinh? Vì cô ấy xinh quá làm em nhói lòng. Nhói lòng. Nhói lòng. Nhói luôn á trời. Nhói luôn, trời đẹp mà nhói luôn em ơi. Và sau đây em xin tặng cô gái ở kia một bài hát. Ok, thank you anh. Wow. Bài hát này nổi tiếng ở Việt Nam lắm nha. Cảm ơn bạn. Một món
quà tinh thần thay cho lời muốn nói. Sao La có gì thắc mắc không nào? Em cảm ơn bài hát mà anh tặng cho em, nhưng mà trong bài hát nó có câu, anh có thể đọc lại từng chữ cho em nghe được không? Yêu là cái gì á? Yêu là khi giữa hai ta đặt cuộc sống của nhau vào mình. Còn một câu nữa. Yêu tất cả, yêu quá khứ của nhau. Em chờ câu này. Một câu nói rất là hay đúng không? Dạ, câu nói rất là ý nghĩa. Thế em hỏi anh là khi anh nói câu là yêu là yêu cả quá khứ của nhau, thì nếu như, em nói nếu như nha, một ngày nào đó anh biết được quá khứ của người bạn gái của anh, dù quá khứ đó có tốt hay là xấu, anh có đủ bản lĩnh để vượt qua cái quá khứ đó và anh yêu người đấy không? Anh vẫn chấp nhận bà cô ấy. Anh sẽ chấp nhận hả? Bằng cách nào? Nói thì dễ, làm mới khó. Đúng. Mình sẽ chứng tỏ rằng là mình sẽ yêu cô ấy và bên cô ấy trọn đời. Anh có đủ sức vượt qua dư luận không? À, cũng có thể có. Có thể có thôi hả? Anh dám chắc một điều với em là như thế. Ok anh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai ở vị trí thứ 3. Và với cánh sao thứ 3 đó là bạn Hoàng Minh. Xin chào bạn Minh ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Xin chào Sheila xinh đẹp đang đứng ở dưới kìa. Chào anh. Mình tên là Nguyễn Hữu Hoàng Minh, năm nay mình 22 tuổi. Mình là sinh viên trường Đại học Đồng Nai ạ. Vậy là quê quán của bạn ở đâu? À, quê quán em ở Đồng Nai luôn ạ. Còn gia đình của mình thì như thế nào nào? Em đang ở với gia đình luôn ạ. Dạ, gia đình gồm mấy người? À, gia đình em có 5 người. Ba mẹ, em gái với ông bà nội. À, như vậy bạn là con trai cả đúng không nào? Dạ đúng rồi em. Trách nhiệm nhiều lắm nha. Hơi nặng đó. Gia đình 5 người, ông bà nội, rồi ba mẹ. Cái em đó là 6 người. À, là 6 ha, 6 ha. Trời đó. Ôi, bữa nay người ta gặp người đẹp mà thiệt có tuyệt mặt bắt lỗi mà. Không phải, vấn đề nói gì không được là cắt hộ khẩu một người rồi, em không có chịu. Cắt hộ khẩu người. Có chia là chia mất một phần rồi. Thôi. Hoàng Minh nè, bạn chuyên ngành nào vậy? Dạ, em chuyên ngành công nghệ thông tin nè. Ước mơ sau này nè. Ước mơ sau này của em là... Dạ, em chuyên ngành công nghệ thông tin nè. Ước mơ sau này của em là... Đầu bếp à? Đầu bếp à? Đầu bếp à? Hả? Đầu bếp? Đầu bếp? Ủa, ngồi vậy ta? Thời gian rảnh em đang học thêm khóa đầu bếp à. Vậy nhà đông người anh? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ít ra thì phải nấu ăn cho cả nhà. Đầu bếp thì bạn đang theo món Âu, món Á hay là món Nhật hay là món món Á? Đã bao giờ bạn tham gia vào một game show về hẹn hò, về tình yêu chưa? Chưa. Đã bao giờ bạn tỏ tình với một cô gái nào đó chưa? Chưa luôn à. Chưa luôn. Wow. Mình thử thôi. Ngày hôm nay là lần đầu tiên anh ấy làm chuyện đó. Dạ. Bóng mạc quá. Em rất là vinh hạnh luôn á. Mình rất thích những bạn giống như bạn Hoàng Minh đây. Giống như một tờ giấy trắng rồi đấy. Chàng giấy trắng đó đêm nay hào gầy, vì em xa anh ra đi chốn ấy. Anh ấy sẽ hoàn toàn chân thành, mộc mạc và dễ thương lắm nè. Bây giờ gặp Sheila, thấy Sheila xinh đẹp không ạ? Rất đẹp ạ. Rất đẹp. Xuất sắc luôn á, thậm chí bạn ở thân ngoài đó bơ gặp cái á khẩu rồi đó là đẹp gì đẹp dữ trời. Nên thôi bây giờ lấy hết sức bình tĩnh nè, chinh phục cô ấy bằng một câu nói đi nào. Bây giờ bé tao làm gian nha bé. Hãy tả Sheila cho tôi nghe nè. Tả Sheila bằng thơ lục bát. Đừng có đi. Nhà em có nuôi một Sheila. Mạnh mẽ lên. Có những cảm xúc có thể làm không thể nói thành lời, nói luôn nên lời. Đúng rồi. Chà, chà ngà, không sao hết. Có hoài đó bơ đây. Sheila, hôm nay em Sheila lắm. Hôm nay em rất đẹp. Hôm nay anh là một chàng trai Đồng Nai đã đến đây để chinh phục trái tim của em, khiến cho chúng ta từ cả hai thành một hen. Wow. Đối với một chàng trai Đồng Nai, nếu như bạn ít nói hãy hành động. Gặp một cô gái đẹp, tiến đến thẳng cô ấy, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô ấy ha. Anh mà nhìn thẳng mặt em là anh mới tới đây thôi đó, chưa có hôn được môi em đâu. Dù anh thấp hay cao hơn em, anh vừa đi vòng quanh thế giới, em là cả thế giới của anh. Trời ơi, thấy ghê chưa? À, cha nhức đầu quá. Đúng không? Em thấy chưa? Bài chảy quá. Người ta nói là trai già lắm chiêu, thì đây trai già lắm già chiêu. Mà còn nhẵn lắm nè, già đâu, chưa nếm nhăn luôn nè. Mới đi căng qua nè. Rồi bây giờ sẽ là phần sở trường của bạn, xin mời. Sheila, lần đầu tiên em gặp một cô gái xinh đẹp như vậy. Ủa bây giờ yêu cầu làm sở trường chứ là bà bắt khen. Hay quá. Tâm lý ngược ha. Làm qua nói không được luôn rồi kìa. Em sẽ... Anh chứ. Anh muốn làm gì? Lẹ đi chứ, hai em kia đứng rung chân hết rồi kìa. Rồi vậy em có sở trường gì em thể hiện đi cưng. Sở trường của em là tạo mẫu ảnh nè. Rồi xin mời âm nhạc tạo cảm hứng bắt đầu.
Cảm ơn bạn. Khá là nam tính, rõ ràng là cái gì mà đụng tới sở trường thì mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Dạ. Còn dạng cưa cẩm người đẹp thì không phải là thói quen của bạn ấy. Hãy thông cảm cho anh bạn ấy. Câu hỏi cuối, trước giờ yêu ai chưa? Có yêu đơn phương anh. Vậy là chưa chú một mối tình chính thức nào hết? Chưa luôn anh. Hèn chi, thông cảm cho anh ngang, tờ giấy trắng luôn. Còn non rồi, tơ lắm. Cảm ơn bạn. Và ở cánh sau thứ tư, đó là bạn Thành Nhân. Xin chào bạn Nhân. Đầu tiên cho Nhân xin gửi lời chào đến chị Tuyền, anh Hoàng Rapper và tất cả các vị khán giả đang ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Và Nhân dành một lời chào đặc biệt đến một vị khách mời xinh đẹp, Stella. Thank you anh. Nhân tên đầy đủ là Lý Thành Nhân và hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản. Wow. Trưởng phòng kinh doanh của bất động sản. Nghe là thấy có nhà rồi đó. Thấy yên tâm hen. Về bất động sản thì bạn hoạt động được bao lâu rồi ạ? Bất động sản thì Nhân làm việc được 2 năm. 2 năm thôi mà lên chức trưởng phòng, khá đáng ngưỡng mộ. Tôi có một số người bạn nhưng mà hoạt động khá lâu rồi vẫn chưa có thể có được cái chức vụ trưởng phòng giống như Thành Nhân đây. Bí quyết nào để có được một thành công khá sớm? Theo em cảm nhận là công việc bất động sản không phải là mình có thâm niên lâu năm là mình có thể lên một vị trí cao, mà quan trọng là cái niềm đam mê và công sức mình bỏ vào trong cái công việc của mình là như thế nào. Ồ, rất tốt. Như vậy thì không biết là đã có cái bất động sản nào của riêng mình chưa? Hiện tại đây em đang sở hữu một căn hộ nhỏ tại khu đô thị Miyuki. Ở quận mấy à? Ở Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh. À, ở quận 7 đúng không ạ? Dạ. Như vậy là một anh chàng khá là vững chắc về cuộc sống, kinh tế và tài chính. Và sự nghiệp chắc chắn sẽ còn phát triển nữa. Chắc chắn sẽ không dừng ở chức trưởng phòng đâu. Yeah. Tôi tin là như vậy. Yeah. Năm nay bạn bao nhiêu cái xuân xanh rồi ạ? Em sinh năm 91. À, năm nay là ồ, con trẻ đó, 27 tuổi, quá trẻ. Yeah. Và bây giờ thì hãy cố gắng làm sao thể hiện tình cảm của mình một cách đầy kinh nghiệm giống như là bạn chia sẻ về bí quyết trong công việc vậy đó. Anh xin tặng cho Stella một câu nói. Anh thì không có nhiều tài lẻ, nhưng mà anh có một trái tim mạnh mẽ để yêu em. Có phần có điều. Hay quá ha, được. Anh em nghe nói là những người làm nghề bất động sản ấy, người ta khéo miệng lắm. Mà không biết khéo miệng gì ở trong tâm có thật lòng hay không, hay là chỉ nói cho người ta vui thôi. Theo kinh nghiệm của anh đi, khéo là chắc chắn phải có, nhưng mà cũng phải đảm bảo chất lượng để khách hàng mua được những ngôi nhà an toàn và vừa ý nhất. Thì đâm ra thí dụ như ảnh có khéo miệng với em đi, là cũng chỉ vì ảnh ấn tượng về em và muốn những điều tốt nhất dành cho em mà. Nên sẽ là yên tâm. Có anh bảo lãnh đây. Tôi bảo lãnh cho bạn, nhớ để hoa hồng. Ok. Và bây giờ thì không biết là Sala có câu hỏi nào dành cho anh ấy ngoài cái câu hoài nghi vừa rồi. Hồi nãy em có một câu hỏi muốn hỏi anh lắm mà sao tự nhiên anh nói quá em quên luôn rồi. À, về nhà cửa hay sao cưng? Hay là em nói anh có một cái niềm đam mê mãnh liệt với công việc. Đúng rồi. Vậy thì trong tình yêu anh có yêu mãnh liệt không? Hay nè, câu nói này hay nè. Điều đó liệu chắc chắn nếu như anh gặp được một đối tượng có thể thu hút được anh. Vậy anh thấy em có thu hút được anh không? Cực kỳ thu hút. Có, chắc chắn có. Thu hút hết tất cả luôn. Em thấy anh trả lời không à, không để cho người ta trả lời hết á. Đó thu hút không anh? Cực kỳ thu hút. Như vậy thì không biết là bạn có tài lẻ gì nữa không nè? Hiện tại thì em chỉ có một vài tài lẻ về thể dục thể thao. Em đang là một gamer và chơi boxing từ năm 16 tuổi. Wow. Hôm nay em có thể là biểu diễn một vài đòn boxing. Ok. Xin mời bạn. Chà, anh này có khả năng bảo vệ người yêu nha. Trời ơi, em đang sợ tối anh ngủ anh boxing. Mộng du. Hey chị. Hup. Hey chị. You have the right to remain silent. Yeah. Shut up. They hate to hear. Oh, trying to kiss me riding dirty. Trying to kiss me riding dirty. Trying to kiss me riding dirty. Cao tưởng. Những cú móc trái, móc phải như cú đấm thẳng. Hy vọng là những cú ra đòn của bạn cũng sẽ quyết liệt như vậy, nhưng là từ trái tim nhé. Và bây giờ ta hãy đón chào một trong những nhạc sĩ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, Lê Quang. Ở vị trí thứ 5. Chào bạn Lê Quang. Chào quý vị khán giả, xin chào hai anh chị và xin chào quý vị chất đợi. Ôi, bữa nay Ngôi Sao Tình Yêu xếp đội hình khéo quá chừng luôn. Hai anh chàng cao ơi cao, đứng ở hai vị trí đối xứng đẹp dễ sợ ha. Bạn cao mét mấy gì Quang ơi? Giờ mình cao mét 85 ạ. Cũng 85 luôn. Trời ơi. Có giống như sự cạnh tranh vậy đó. Ủa. Rồi có giống bên kia là ở nhà giống gen của ba rồi cao dữ vậy không? Dạ. Bác trai ở nhà cao mà. Dạ cao ạ. Và có rồi. Một điểm tương đồng nữa là hai anh bạn cũng là người họ Lê luôn. Lê Quang. Dạ. Thì không biết là bạn có thể giới thiệu kỹ hơn nữa về ngành học của mình, về sở thích hay là về định hướng tương lai để cho Sela hiểu rõ về Lê Quang được không? Mình năm nay 21 tuổi, mình là sinh viên năm 3 của trường học công nghệ thông tin. Hai này có nét đặc
biệt là nói rất là nhỏ nhẹ, nói chữ dính mà nói cái âm lượng nhỏ. Rồi bây giờ mình nói lớn lên nha Quang, để cho mọi người nghe rõ ha. 2, 3 xin mời Quang giới thiệu. Hôm nay anh mở hàng anh không nói nên lời, mọi người bị lay luôn. Mình năm nay 21 tuổi, năm nay mình sinh viên năm 3 của trường công nghệ thông tin. Ngoài sinh viên còn mình đi làm mẫu ảnh. Mẫu ảnh, dạ. Vậy đam mê lớn nhất của mình và định hướng tương lai như thế nào ạ? Dạ, đam mê của lớn nhất của em là được làm người mẫu. Còn về tương lai? Dạ, tương lai thì em chưa có nghĩ tới. À, chưa nghĩ tới luôn? Dạ. Thôi mình cứ tới đâu mình tính tới đó đi ha. Dạ. Rồi bây giờ gặp Seola nè, với sự hồi hộp và rụt rè đó thì không biết là bạn có muốn tặng Seola một câu nói nào đó không? Dạ. Lòng vợ anh nhé, anh có một luôn bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Hết ạ. Dạ, một câu hát luôn. Anh không có tình anh ơi. Ừ, anh hỏi cưới thẳng luôn. Ờ, ghê thiệt. Như vậy thì hy vọng là Ngôi Sao Tình Yêu sẽ tạo cơ hội cho bạn lộ diện để có thể có cơ hội đi cầu hôn luôn nghe. Dạ. Ngôi sao tình yêu, ngôi sao tình yêu, ngôi sao tình yêu, hãy đến với ngôi sao tình yêu. Quý vị thân mến, và bây giờ sẽ là phút giây khá là hồi hộp khi Ngôi Sao Tình Yêu sẽ bắt đầu những vòng xoay của mình. Người đẹp Seola hãy chọn một trong hai phương án sau đây. Một là Ngôi Sao Tình Yêu sẽ xoay những vòng xoay may mắn bằng ánh sáng và dừng lại ở vị trí nào người đó sẽ lộ diện. Yeah. Hai là vòng xoay này sẽ xoay giống như là trong sở thú vậy đó. Ai mà không bị ói, ai không bị giăng xuống dưới, người còn lại tồn tại cuối cùng sẽ là người thắng cuộc và được hẹn hò với bạn. Bạn chọn phương án nào? Em chọn phương án 1 đi. À, là an toàn hơn đúng không? Dạ đúng rồi. À, chứ mà xoay xoay cái tội nghiệp với ảnh rối loạn tiền đình. Duyên trời đi anh. Ok. Và bây giờ sẽ là duyên trời định mệnh của Ngôi Sao Tình Yêu. Vòng xoay may mắn bắt đầu. Chờ đón xem. Với vòng xoay này thì chúng ta sẽ dừng lại ở vị trí của anh chàng số mấy. Đầu tiên ở vị trí thứ nhất là Lê Thanh. Được ấn tượng với vẻ ngoài khá là khỏe khoắn của bạn Thanh, và đặc biệt là câu nói của anh ấy: nếu như mà để thay thế cho chữ đẹp ngày hôm nay thì chỉ có thể là chữ Seola. Và đến với cánh sau tình yêu thứ hai, đó là bạn Lê Nhật. Một chàng trai sinh viên năm cuối có thể chấp nhận được quá khứ của người yêu mình bất kể đó là gì. Tiếp theo ở vị trí thứ ba là Hoàng Minh, chàng trai trẻ chưa bao giờ có được những trải nghiệm của một tình yêu thật sự là như thế nào. Một anh chàng IT nhưng lại thích làm đầu bếp, và hy vọng là anh ấy sẽ đủ sức để vượt qua được các thử thách sắp tới. Và tiếp theo đó là một anh chàng đứng ở cánh sau thứ tư, bạn Lý Thành Nhân, trưởng phòng kinh doanh bất động sản, sở hữu một căn hộ nhỏ tại quận 7 và có những cái động tác boxing rất là ấn tượng. Và cuối cùng ở vị trí thứ năm, đó chính là anh chàng Lê Quang, rất ấn tượng với chiều cao của anh ấy. Và đây là một trong những anh chàng cũng có khá ít kinh nghiệm trong tình yêu. Bằng tất cả những sự chân thật, hy vọng là anh ấy sẽ đạt được mục đích là vợ anh nhé. Ai trong số 5 chàng trai này sẽ dừng lại với lượt quay may mắn của Ngôi Sao Tình Yêu đây? Và vòng xoay may mắn của Ngôi Sao Tình Yêu sẽ dừng lại ở vị trí số... số 3! Ai chà chà! Không biết là Ngôi Sao Tình Yêu có ý đồ định mệnh gì đó hay không, hay là dừng lại ở vị trí của chàng trai trầm tính và ít nói nhất. Nhìn đi, anh ấy đã lộ diện, toát ra một cái nét rất là dễ thương luôn. Xin chào bạn Hoàng Minh. Dạ em xin chào. Hoàng Minh ơi, cố gắng, bình tĩnh, tự tin, đánh nhanh, thắng gọn nha. 3 phút hy vọng bạn nói được, bắt đầu. Chào Seola. Seola, qua Mỹ sống lâu chưa? Quá trình điều tra lý lịch xin phép bắt đầu. Dạ cũng hòm hòm rồi, 5 năm ạ. Seola sống ở bển với gia đình hay là ở một mình bển? Ở một mình ạ. Seola có dự định là đem ở mình người ở bển không, hay là về Việt Nam sinh sống? Tùy duyên. Nếu như người yêu Seola mà muốn Seola về Việt Nam thì Seola sẽ về Việt Nam. Wow, cưng chồng vậy luôn đó. Yêu mà. Mẫu người yêu lý tưởng của Seola là như thế nào? Seola thực sự không có mẫu người yêu lý tưởng. Tại Seola nghĩ là yêu đương là do cảm giác. Người nào tạo cảm giác cho mình thì đó là mẫu người yêu của mình. Hay đau quá. Cảm giác đau cũng là yêu đó. Đúng. Đủ hương vị là yêu anh ạ. Seola nếu có ngại mà yêu một người nhỏ tuổi hơn mình mà. Không ngại nếu người đó đủ chín chắn và bản lĩnh. Chính xác. Seola có gì muốn hỏi không? Tại vì bạn chưa có
một cái mảnh tình vắt vai nào, nên là sao La cũng không biết hỏi gì. Chị hỏi chuyện bạn đơn phương của ảnh á. Chị hỏi bạn là khi bạn yêu đơn phương một người như vậy á, bạn có cảm giác muốn chinh phục họ không, hay là muốn giữ cho riêng mình thôi? Cũng muốn chinh phục lắm nhưng mà không nhanh bằng người khác. À, giờ trước đây là bị người ta hớt tay trên rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì bạn chưa yêu bao giờ thì bạn nghĩ là phải như thế nào mới gọi là yêu? Khi yêu nhau là hai người phải có sự tin tưởng, che chở và bao dung cho nhau. Thế bạn có đủ bao dung và che chở cho người bạn yêu không? Tùy vào tình huống đó như thế nào. Sao La nghĩ là trong bất kỳ tình huống nào thì người đàn ông đều phải che chở và bao dung cho người mình yêu? Mình mẹ lên. Đã có ai nhận xét cái giọng nói của bạn khá là giống gái đúng không? No, không phải giống con gái. Nhẹ nhàng, kiểu như làm cho người khác cảm thấy mình rất là dễ chịu, thỏ thẻ kiểu như vậy á. Dạ có, nhiều. Dạ. Nghe đi, nhiều người lầm tưởng em là con gái. À vậy hả? Những trường hợp đó là gọi điện thoại rồi nghe mọi người lầm hay sao ạ? Đúng rồi, gọi điện thoại đó. Vóc dáng bạn với lại cái giọng nói của bạn rất là phù hợp với nhau. Rất là hiền lành, rất là hiền lành. Dạ, làm cho người ta cảm giác rất là dễ chịu, gần gũi. Nhưng mà đôi khi bị nhút nhát quá, mình lại bị mất cơ hội trong công việc, đặc biệt là trong tình yêu. Bởi em mới nói là trong tình yêu cần phải mạnh mẽ lên mà. Cố gắng lên, dạ. Phải chủ động, nắm bắt chủ động, thời đại nào rồi. Mình không chạy theo tình yêu rồi, tình yêu sẽ vụt mất đấy. Đúng vậy. 3 phút đã kết thúc và bây giờ sẽ là phần đặc biệt danh của tất cả mọi người dành cho anh chàng Hoàng Minh nào. Xin mời quý vị. Ngôi sao tình yêu. Ngay sau đây sẽ là biệt danh đầu tiên. Xin mời. Trời ơi, ai đặt tên ác trời. Cười xỉu. Minh mù mờ. Tại vì mình ít nói á, mình ngây thơ quá, đâm ra mọi người mình mù mờ, chẳng có đâu. Trời ơi, đẹp trai gì sao mù mờ được. Bây giờ sẽ là tên gọi thứ hai. Minh mỏng manh. Minh mỏng manh. Hình như dễ vỡ nữa là đủ bộ luôn. Mỏng thiệt. Mỏng thiệt. Mỏng là cái giọng nói thôi, còn vóc dáng chiều cao đó là cũng là thon gọn rồi. Khỏe khoắn là được, chứ chắc gì mập là khỏe đâu. Thì thôi, tại tôi dày nên tôi nhìn người khác tôi cảm giác mỏng. Tên gọi thứ ba, xin mời. Đó. Minh mộc mạc. Minh mộc mạc. Anh ấy rất mộc, rất chất phác, rất chân phương. Mình thích những con người như vậy. Không gì phải giấu giếm cả, chẳng việc gì phải thảo mai. Nhưng quan trọng, bây giờ là Sao La nè. Sao La đặt tên gì cho bạn Minh đây, xin mời. Wow. Đi xa luôn, xa vượt khỏi tầm tưởng tượng và tầm dự đoán của anh luôn. Sói vàng. Anh biết tại sao em chọn cái tên sói vàng này không? Nhìn bạn giống sói hả? No. Em bật ý cho xíu nha, màu vàng là cái màu áo bạn mặc. À ừ. Dạ, thật ra Sao La chọn cái tên sói vàng là cho bạn là muốn bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn có thể rú. No. Bạn có thể chủ động trong mọi thứ, trong công việc, trong tình yêu, để bạn đạt được cái mà bạn muốn. Cũng hay. Đó đấy Sao La. Một hình tượng của một mảnh thú luôn luôn làm chủ mình. Đúng. Rất hay với hình ảnh đó. Và bây giờ chúng ta hãy tham khảo xem ý kiến của mọi người, những quyết định cuối cùng của mọi người dành cho bạn Hoàng Minh. Đây là những tỷ lệ phần trăm để cho bạn tham khảo. Khoan hãy quyết định nha. Yeah. Xin mời mọi người, có hay không trao quyền may mắn cho anh ấy bước tiếp vào vòng trong để tiếp tục tìm hiểu bạn Sao La Trương. Chỉ có hai phương án thôi, có hoặc không. Với những anh chàng như vậy thì theo tôi đoán nha, tỷ lệ nó lưng chừng lắm, mà tỷ lệ nó khó chịu cho người chơi. Đúng rồi. Kết quả là 30% có, 70% không. Như vậy là anh chàng tốt bụng, tốt tính, nhưng mà dường như là mọi người cảm thấy là chưa nhiều điểm tương đồng với bạn. Bây giờ chỉ có một mình bạn quyết định nè. Nếu bạn không cho bạn ấy cơ hội thì buộc lòng bạn ấy phải dừng cuộc chơi ngay lúc này. Lượt may mắn sẽ nhường lại cho 4 anh chàng còn lại. Nhưng hãy nhớ, chúng ta đã cho trôi qua thì chúng ta không bao giờ quay trở lại được. Hãy nhớ kỹ, nếu như 4 chàng trai còn lại, mặc dù có thể họ cao to hơn, nhưng mà họ khải không chất phác, mộc mạc, bình dân giống như anh chàng này, thì bạn cũng không được quyền quay lại với anh chàng Hoàng Minh này nữa. Cuộc yeah. sống mà, cơ hội cuộc chỉ sống. Đến một lần mà thôi. Đúng, dạ yeah, em biết ạ, sẵn sàng. 10 giây suy nghĩ và 5 giây trả lời bắt đầu. Hãy kết nối với ngôi sao tình yêu. Nhắn tin, trả lời cho tôi biết có hay không với Hoàng Minh. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời. Tin nhắn đã được gửi đi. Ngôi sao tình yêu sẽ công khai kết quả. Câu trả lời của Sao La Trương dành cho Hoàng Minh là không đồng ý.
không đồng ý. Thật đáng tiếc, một lời từ chối của Seola Trương, bởi vì dường như Seola vẫn chưa tìm thấy nhiều điểm tương đồng với Hoàng Minh. Cảm ơn Hoàng Minh rất nhiều ạ. Và bây giờ sẽ là lượt quay dành cho 4 chàng trai còn lại. Xin mời ngôi sao tình yêu. Hãy tiếp tục chờ đón xem 4 anh chàng còn lại với chiều cao cũng như là nghề nghiệp rất ấn tượng. Cả 4 chàng còn đều khá trẻ. Và cánh sao tiếp theo xuất hiện là vị trí số 1. Wow, rất nhiều tiếng hò reo của các quý cô ngồi ở phía hàng ghế khán giả. Không biết sao mà quý cô la dữ vậy hen. Chắc chịu á. Phải không? Nghe từ lời giới thiệu nè, nghe giọng nói nè. Dạ chịu luôn kìa. Thôi lên đây làm người chơi chính cho tôi đi. Tôi làm hai cho. Đẹp trai quá. Ngời ngời luôn kìa. Hồi phong độ quá anh ơi. Yeah. Xin chào Lê Thanh, đây là cơ hội của bạn. Hãy nắm bắt 3 phút của mình nhé. 3 phút bắt đầu. Nhảy hả? Gì vậy? Từ từ. Tính xóa tan khoảng cách hả? Nhưng mà hơi cao. Đúng rồi, cao lắm, cẩn thận nha. Chào em, bây giờ anh mới được thấy rõ em. Em cũng vậy, bây giờ em mới thấy rõ anh. Anh xin lỗi, tiếp đi. Nói hộ à. Em có muốn anh chia sẻ những cái vấn đề gì không? Tại vì anh nghĩ là sẽ có những cái thứ mà em chỉ muốn cho anh biết thôi và không cho ai biết cả. Cha này khó. Nói chung là bây giờ cái này em cho muốn... em vào thế rồi đó. Thôi bây giờ em muốn tìm hiểu về anh, em hỏi anh đi, bắt anh phải khai thiệt. Trong các mối tình của anh thì chắc là em nghĩ là có rất nhiều mối tình ha. Nhưng mà đến tận bây giờ thì anh có hoài niệm hoặc là nối tiếc vào một có mối tình nào không? Tất cả mối tình anh đều có hoài niệm và hối tiếc. Tại vì tất cả mọi người anh đều yêu bằng một sự chân thành. Nên khi mà thật sự không đi đến cuối được con đường thì nó rất là buồn. Nên không thể nói là anh quên hết được. Anh vẫn nhớ. Nhưng mà anh sẽ cất nó vào một cái góc. Vì trong đó là những cái kỷ niệm và cảm xúc của anh. Anh sẽ không quên. Dạ, lý do chia tay là gì ạ? Lý do chia tay không hợp nhau thì lại không phải. Do anh nghĩ là mình không đủ duyên đến với nhau thì mọi người sẽ tự đi thôi. Dạ. Không đủ duyên có nghĩa là thời gian càng trôi qua, tình cảm càng nhạt nhòa, hai người không còn cảm xúc với nhau. Rồi hay cụ thể ra sao ạ? Những cái trở ngại xuất hiện. Ví dụ cả hai bắt đầu cảm thấy có những cái thứ không tương đồng xảy ra. Đó là về những tư duy cuộc sống hay là sự xuất phát của những yếu tố khách quan như là người nhà, gia đình cấm cản hay như nào ạ? Thực sự khi mà anh yêu bất kỳ một ai đó thì cái vấn đề rào cản từ gia đình, bạn bè hay xã hội nó chả là vấn đề nữa, tại vì người bạn gái đó sẽ người sống anh cả đời chứ không phải là những người kia. Dạ, rất là mạnh mẽ trong cách yêu. Nên cái vấn đề chia tay ở đây thì nếu bây giờ mình nói về người ta thì không khác gì nói xấu. Nên mọi thứ vẫn là không hợp thôi và đến từ anh là nhiều hơn. Có thể là anh không quan tâm đủ nhiều hay là anh không cho những người cũ đủ cái họ cần. Dạ. Vậy ngày hôm nay bạn tự tin mình sẽ đem lại những điều kiện đủ đó cho cái điều kiện cần bên đây không? Tại vì mới gặp thì em nghĩ cái điều đó nó hơi khó. Thực sự em không tin lắm vào tình yêu sét đánh. Tại vì tất cả những mối tình của em đều phải trải qua tìm hiểu. Những có những cái buổi nói chuyện với nhau này nọ, có những cái sự tiếp xúc thì mình mới nảy sinh tình cảm được. Như vậy là hy vọng bạn sẽ vượt qua được thử thách và có cơ hội. Với lại nếu mà ai đó hỏi em về một cái gu bạn gái như thế nào thì thực sự em nói em vẫn không có. Tại vì khi mình yêu thích thứ gì đó thì mình cũng sẽ vì thứ đó mà ra đi thôi. Yêu thích thứ gì đó sẽ cùng vì thứ đó. Ví dụ như em thích Seola vì Seola đẹp. Sau này nếu em gặp một người khác trẻ hơn, đẹp hơn thì em lại ra đi sao? Nếu em thích Seola vì Seola giỏi, nếu em gặp một người khác giỏi hơn thì em lại ra đi sao? Nói chung khi mà mình yêu nhau thì đó là sự đồng điệu từ hai tâm hồn rồi. Đó là suy nghĩ của anh ấy. Tình yêu không bao giờ có khái đó niệm. Đó là tư duy của anh ấy và giúp cho anh ấy có thể đứng vững trong cuộc sống này. 3 phút là kết thúc. Khá ấn tượng với một người trẻ như bạn nhưng mà những cái lời tâm sự đầy trải nghiệm. Và bây giờ sẽ là biệt danh của mọi người tặng cho bạn Lê Thành. Xin mời. Giờ sẽ làm việc danh đầu tiên, xin mời quan sát tình yêu. Hợp lý mà, giống như một lời khen vậy đó. Thanh trưởng thành, bài chữ T luôn. Rõ ràng bạn rất là chững chạc, rất là trưởng thành. Và hy vọng sẽ còn là một trụ cột trong gia đình trong thời gian sắp tới. Và bây giờ sẽ là tên gọi thứ hai. Thanh thép, ghê thiệt.
thanh thép, một cái gì bạn, đó cứng, bạn cứng như thép, bạn mạnh mẽ như thép, cũng khá cứng. Khá cứng luôn, cứng thật, cứng thật, cứng từ cơ bắp cho đến ý chí đúng không nào? Và bây giờ sẽ là tên gọi thứ ba. Ai? Trời đất ơi, trai thiệt, ai đứng lên liền, đừng làm mất thời gian mọi người. Chàng trai của em là tên gọi mọi người đặt cho bạn đó. Tôi nghi lắm. Bảo sao chỉ có mấy thím bên đây là cái sớm bên đây, có mấy thím bên đây thôi. Trầm trồ dữ lắm. Chàng trai này của Seo La rồi nha. Chứ quan trọng Seo La có chọn anh ấy hay không. Nếu như không chọn thì các em cứ tự nhiên. Nhưng mà bây giờ là tên gọi của Seo La dành tặng cho Lê Thanh. Xin mời Thanh. Mạnh mẽ. Đúng vậy, anh ấy rất mạnh mẽ. Từ ngoại hình, lời nói đến ý chí của mình. Nhưng mà liệu rằng một chàng trai quá mạnh mẽ và đôi chút lạnh lùng như vậy có đủ cho Seo La Trương cảm nhận được cái độ ấm của anh ấy hay không? Bây giờ xuống giây quan trọng. Mọi người có thể bị khuất phục bởi vẻ ngoài, nhưng hãy thật bình tĩnh, đưa ra tỷ lệ phần trăm cho Seo La Trương tham khảo. Xin mời mọi người. Chắc 80% á. Đã có trường hợp là 90% đồng ý, 10% không đồng ý, nhưng nhân vật chính đứng đây vẫn chọn theo số ít. Họ biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, và quan trọng là con tim của mình. Cả năm chàng trai đều là năm người đàn ông rất tốt, nhưng quan trọng là phù hợp với bạn hay không, đó mới là tiêu chí. Hãy thật cẩn thận với những quyết định của mình. Và tỷ lệ phần trăm như sau. Wow, 80% đồng ý, 20% không. 20% là cái phần nhắn tin của chàng trai của em đó. Rồi, bây giờ sẽ là nhiệm vụ của bạn. Đưa ra câu trả lời cuối cùng dành cho Lê Thanh. Đồng ý hay không? Có hoặc không thôi. Tôi chỉ nhắc bạn rằng cuộc sống này cơ hội nhiều lúc chỉ đến một lần mà thôi. Đã rất nhiều cô gái hay chàng trai đứng tại vị trí này, sống không có lập trường và yêu không giữ vững được cái kiên định của mình, thay đổi liên tục và cuối cùng tay trắng ra về chẳng được gì cả. Và câu trả lời đã được gửi đi rồi. Ngôi sao tình yêu, hãy cho Lê Thanh và quý vị khán giả biết được rằng kết quả của anh ấy ra sao. Xin mời. Go! Go! Tiếc quá à. Ở dưới, cái chàng trai của em là em gái của em muốn nhường lại cho em gái của em đúng không? Đúng rồi ạ. Không thể tin được. Tại vì fan đâu quá à, em sợ quá à. Không thể tin được. Em nhường lại cho rồi. Bao nhiêu tiếng hò reo tiếc nuối của mọi người. Tại sao vậy? Một chàng trai gần như rất là chuẩn như vậy rồi. Bây giờ tiêu chí của Seo La Trương sẽ là gì đây? Xin mời ngôi sao tình yêu hãy tiếp tục nhiệm vụ của mình. Chỉ còn 3 vị trí nữa mà thôi. Hai chàng trai cao 1m85 và một anh chàng trưởng phòng bất động sản. Ai sẽ lộ diện đây? Nhưng mà rõ ràng là với Lê Thanh, Seo La vẫn chưa cảm nhận được nhiều độ ấm trong trái tim mình. Và bây giờ sẽ là thử thách tiếp theo dành cho chàng trai ở vị trí số... Wow, số 4. Xin chào Thành Nhân. Xin chào anh. Và bây giờ sẽ là 3 phút để Thành Nhân chứng tỏ được sự nam tính và đặc biệt là tình cảm của mình dành cho Seo La. Xin mời. Anh Hoàng có thể nép vào bên được không ạ? Né hả? Nép vào bên em ạ. Ok rồi, xong rồi, được chưa? Seo La ơi, ở dưới có trái tim của anh á, nhặt giùm anh được không ạ? Em ơi, em mới đưa nhặt tim. Anh xin lỗi, anh đạp mất. Nhặt đi. Đau quá. Đau quá. Dễ chịu, dễ sợ. né qua bên coi nhìn đạp tim ảnh nha. Tại vì lúc mà Seo La bước vào là trái tim em đã rớt ngay đó rồi. Ôi trời ơi, nó lăn xa vậy sao? Khéo mồm ha. Seo La cho anh hỏi một câu. Công việc của Stella thì ở Việt Nam nhiều hơn hay là ở bên nước ngoài nhiều hơn? Ở Mỹ nhiều hơn anh ạ. Một năm em phải về khoảng bao lâu, bao lần? Thời gian em về tùy thuộc vào người em yêu. Anh ấy muốn em về thì em sẽ về thôi. Ngày hôm nay là ngôi sao tình yêu muốn nè đúng không? Nên bạn mới về nè. Hồi nãy có nghe Stella giới thiệu là rất là thích đi du lịch. Thì đó cũng là một trong những cái điểm mạnh của anh. Thì anh rất là thích du lịch kiểu nghỉ dưỡng năm sao. Nghỉ dưỡng năm sao nha. Anh mới vừa phát hiện được FLC ở Hạ Long mới khai trương. Thì anh có thể mời em đi FLC Hạ Long một lần cùng du lịch được không ạ? Hai mình tuổi quá à, Tuyền ơi. Và cả tới giờ chưa biết du lịch resort năm sao. FLC là cờ là cái gì? Buồn ghê. Có tay tài trợ không ta? Thích đi du lịch vậy anh đã đi những nơi nào rồi ạ? Ngoài nước? Ngoài nước thì anh chỉ mới đi khoảng được 2 nước. Nhưng mà trong nước thì anh đi khoảng 30 tỉnh. Wow, dạ, yeah. Khá nhiều ha. Anh hiện đang sống một mình hả? Hiện tại anh đang sống một mình. Thế anh đã có bao nhiêu mối tình rồi? Hiện tại thì anh có khoảng 3 mối tình. Ba mối tình? Giống như em. Thế có vương vấn mối tình nào không?
những mối tình của anh thì đã trải qua lúc thời anh là học sinh và sinh viên. Thì sau khi anh làm việc thì đã không còn ai rồi. Dạ. Lý do vì sao mà chia tay người cũ để đến với người mới? Anh ấy thích hỏi lý do lắm luôn á. Mối tình đầu tiên là một mối tình học sinh từ lúc học lớp 9. Quen nhau khoảng được một năm thì chia tay. Lúc đó là mình lên lớp mới và học trường khác. Rồi lại có nhiều bạn mới xinh hơn. Rồi cũng quen biết mới hơn. Thấy chưa, anh phải hỏi thì mới hiểu. Đó là những lúc mà mình còn trẻ đúng không? Còn trẻ. Chưa đủ 18 tuổi mà. Nó không còn chín chắn. Ừ, ngày xưa tôi thấy ai đẹp là tôi khoái. Mối tình thứ hai thì kéo dài tầm khoảng được 3-4 năm. Lâu đấy. Thì sau khi em vào thành phố Hồ Chí Minh này học thì bắt đầu là có một cái khoảng cách xa dần, thì bắt đầu là chia tay nhau. Dạ. Mối tình thứ ba là khi em quen cô ấy thì lúc đó hai người vẫn là sinh viên, nhưng mà cô ấy đi du học. Ồ, là yêu xa à? À. Chết rồi, rồi giờ cô này bên Mỹ rồi sao đây? Lúc đó thì đối với một sinh viên, vấn đề tài chính thì nó rất là khó khăn, mình không thể bay ra nước ngoài được. Nhưng mà đối với thời điểm hiện tại như thế này thì cái vấn đề mà đi ra nước ngoài đi về đó là chuyện bình thường. Yeah. Đúng rồi, mình thành đạt hơn rồi. Và bây giờ chúng ta hãy đặt danh dành cho anh bạn thành nhân này, xin mời. Ngôi sao tình yêu. Xin mời ngôi sao tình yêu, hiển thị tên gọi đầu tiên. Trời ơi, trời, đọc bao nhiêu sách, nào là Đắc Nhân Tâm, rồi Nhân Cách Học, bây giờ có một cái tên sách mới là Nhân Địa Ốc. Nhân Địa Ốc cũng phù hợp tên gọi và nghề nghiệp của anh ấy, chứ mà Nhân Địa Ốc là nó khác rồi nha, là mới liên quan tới ẩm thực rồi đó. À, nghe nó bụng quá. Rồi tên gọi thứ hai nào. Nhân Chân Thành. Mọi người cảm nhận được sự chân thành của anh chàng này, chúc mừng bạn. Tên gọi thứ ba là một góc nhìn khác. Nhân nhạt nhẽo à? No. Nhưng mà đây là góc nhìn khác. Tại vì em biết không, thế giới này có cả trăm con người, chín người mười ý mà. Có thể là một góc nhìn nào đó mọi người vẫn chưa thấy được cái sự hấp dẫn của anh chàng này thì sao? Anh chàng này chắc là lo lắng vì công việc nhiều quá nè, lúc nào cũng nói chuyện công việc không à. Nên nghĩ là nhân nhạt nhẽo thôi. Đó là ý kiến riêng của mọi người. Quan trọng là bây giờ cái tên của Sao La đặt cho bạn Nhân là gì nè. Xin mời, tên gọi của Sao La đặt cho bạn thành Nhân. Wow, có liên quan tới Rìu Gọt Năm Sao. Nhân sang chảnh à? Có phải cuộc sống sang chảnh là một cái mục tiêu sắp tới của bạn không? Đó là điều chắc chắn. Tôi cũng vậy, tôi rất thích cuộc sống này. Để chi? Để mình quên đi những ngày cơ cực. Và đặc biệt là không muốn vợ con mình phải khổ. Và khi mà mình lao tâm vào công việc nhiều quá thì mình ít chứ không phải dành một khoảng thời gian cho riêng mình và cho gia đình của mình. Những lúc như vậy thì mình nên đi du lịch và mình phải gọi là đi nghỉ dưỡng. Tận hưởng đúng không? Đúng không, phải tận hưởng. Chứ không, em không thích đi một cái kiểu mà nó quá gò bó hoặc là đi phượt gì đó thì em lại không thích. Em thích nó đi, nó phải rất là thoải mái. Bạn cảm nhận được cái đó đúng không nào? Thực ra thì em đặt cho anh cái tên Nhân Sang Chảnh này thì nó cũng có ý nghĩa của nó. Hồi nãy anh có chia sẻ là anh có thể đưa em đi tất cả mọi nơi resort 5 sao. Nhưng thật ra là em muốn chia sẻ là thu nhập của em hiện giờ thì em cũng có thể làm được điều đó. Và có một câu nói mà em rất là tâm đắc trong người là không cần biết là mình đi nơi đâu, quan trọng là mình đi với ai. Nên là cho dù anh không đưa em đi resort 5 sao mà anh mang cho em sự ấm áp thì kể cả đi ra lề đường ngồi em cũng cảm thấy hạnh phúc. Mai đi Đầm Sen với anh nha. Gặp dịch nha. Ok. Ok la. Alo ra hả? Em rỉu tiền mập đi nữa nha em nha. Một thuyền đi. Mỗi đứa một thuyền. Cất điện thoại đi, gọi vợ tôi hoài. Và bây giờ sẽ là phần trăm tỷ lệ bình chọn của mọi người dành cho thành Nhân. Đây sẽ là lời khuyên quý báu dành cho Sao La. Xin mời mọi người. Một anh chàng than chảnh, nhạt nhẽo, rồi địa ốc. Ấy chà, nhiều góc nhìn quá. Như vậy tỷ lệ phần trăm sẽ ra sao đây? Mọi người tư vấn cho Sao La như thế nào đây? Có nên hay không nên trao cơ hội cho anh ấy bước vào vòng trong? Thời gian mình chọn kết thúc, tỷ lệ phần trăm là... Wow, cũng sắp xỉ nãy hà. 35% đồng ý và 65% nói không. Mọi người cảm nhận về độ phù hợp, độ kháng kích của hai mảnh ghép này dường như nó vẫn còn nhiều điểm nó chưa có khớp. Đó là cảm nhận của bà con, cô bác. Còn bạn thì sao nào? Cầm điện thoại lên đi Sao La. Kết nối với ngôi sao. Trả lời luôn, không cần đếm luôn. Chỉ có hay không hỏi ngôi sao tình yêu, có không? Kết quả, câu trả lời của Sao La dành cho thành Nhân là... Không. 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 Không lẽ... Cô ấy không thích đi resort 5 sao.
Như vậy chỉ còn hai ngôi sao nữa mà thôi. Xin mời ngôi sao tình yêu. Ba ứng viên đã phải dừng bước. Chỉ còn hai chàng trai nữa mà thôi. Cả hai có một điểm chung là cao, rất cao, trẻ rất trẻ, và nói chuyện giống nhau. Một anh chàng thì khá điềm tĩnh, còn một anh chàng thì đang khá là năng động đây. Đây có phải là một động tác làm nóng của anh ấy hay không? Để cho bớt hồi hộp. Ai sẽ xuất hiện đây? Số 2 hay số 5? Bây giờ mình tạm gọi là trái với phải đi anh. Hay Lê Quang? Không, em nói vậy rồi. Hai tay được không? Hai tay cùng một lúc á. Em bắt cá hai tay à? Không có, mình nghĩ là... Không thể sáng cùng một lúc được, chỉ sáng được một người. Để em đưa ra quyết định. Hãy nên nhớ, em chọn một trong hai người thì người còn lại phải dừng bước. Và kết quả là... Số 2. Wow, đẹp trai chuyện kia. Xin chào bạn Lê Nhật. Dạ ơi, bạn có bị hồi hộp không? Dạ, này giờ đứng đây là rất là run. Em chia bạn làm nóng hoài luôn á. Thôi bây giờ có cách nào hết rung không? Có bao giờ bạn đối diện với một trường hợp, một hoàn cảnh mà khiến mình phải hồi hộp đến như vậy không? Dạ không ạ. Chưa bao giờ luôn, chứ sao đứng nhịp hoài vậy? Bình tĩnh nào, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, cố lên, cố lên, cố lên. Khi mình thấy bạn gái ở dưới kia thì mình đã nhói lòng rồi, mình không có gì nói nên lời cả. Chết rồi, vậy không nói nên lời rồi 3 phút làm gì, nhìn nhau trào máu họng hả? Đứng nhịp, 3 phút đứng nhịp. Mình xin nói một tí là mình gốc ở Huế nên là cái giọng của mình hơi là bị khó nghe một tí. Cái giọng nó rất là nhỏ nhẹ ha. Nhỏ nhẹ nhưng mà nói lớn lên tí là nghe rõ mà. Giọng em nó quen rồi á. Ủa vậy luôn hả? Trời ơi, cao to vạm vỡ mà nghe giọng ngọt dễ sợ. Rồi sau này lấy vợ có sợ bị vợ ăn hiếp không? Không ạ, mình phải cân dịu vợ chứ. Cân chiều vợ. Vậy thôi bây giờ giả bộ bên đây là đối tượng của mình để mình cân chiều nè. Ráng cân thử coi. Anh cho em hỏi là mỗi lúc mà anh giận dữ cái giọng của anh nó có to hơn không? Hay là vẫn anh giận lắm? Không mà giọng sao men vậy? Cái giọng em nó vẫn bình thường như vậy ạ. Với những bạn tính cách như vậy thì chắc là lúc giận dữ hay im lặng lắm. Em nghĩ vậy. Hay là bỏ nhà đi? Dạ không luôn ạ. Đập đồ khi mà bạn gái kia giận thì mình vẫn im lặng mà thôi, không nói gì cả. Tức giận có đập đồ không? Dạ cũng không luôn ạ. Vậy những lúc anh ghen thì như thế nào? Ồ, có thằng ghen chưa? Ghen thì sao? Có thằng ghen chưa? Mình chưa quen ai cả thì mình cũng rồi xong luôn. Còn nay tơ không luôn. Sao hôm nay em toàn gặp bạn chưa có bản tình nào bắt vai. Chết rồi, ca này hơi khó xử ha. Những lúc mà bạn cảm thấy mình điên loạn nhất, mình nổi loạn nhất là những hành động gì? Với bạn thân đi, bạn có những người bạn thân không? Dạ có ạ. Những lúc mà nổi loạn nhất, mấy anh em thường hay làm gì nè? Mình ít chơi với mấy người bạn kia. Rồi đi chơi với người bạn đó, mình có làm những hành động nào điên rồ không? Dạ không, mà mình nói chung là mình ngồi im một chỗ vậy ạ. Trời ơi, trời ơi. Anh cho em hỏi là anh chưa có hôn một bạn gái nào luôn đó hả? Chưa luôn. Vui cũng im lặng. Còn buồn cũng im lặng vậy. Anh ghen em cũng im lặng luôn á. Bởi vì mới để em khám phá anh. Thôi, 3 phút cũng đã trôi qua rồi. Và chúng ta hãy đặt biệt danh cho anh chàng này nè. Ngôi sao tình yêu. Và tên gọi đầu tiên là... Wow. Như tên một bộ phim Nụ Hôn Đầu Đời. Trời ơi, tên gọi gì nghe muốn xem phim với sợ luôn. Xin mời biệt danh thứ hai. Nhật nhịp. Cái nhịp này là cái tật nha. Góp ý thẳng là mình phải khắc phục được cái nhịp này nha. Giống như Hoài Rapper ngày xưa á, là những ngày đầu dẫn chương trình đó bị lắc người vậy nè. Người ta bảo là những người vậy là mất tự tin đó anh. Đó là không lập trường á. Học chứng minh á. Đó đó, bây giờ mình đã khắc phục được điểm đó và hoàn toàn thần thái mình đã khác rất là nhiều. Nên bây giờ mình khắc phục điểm này nghe. Từ từ, lúc đầu là nhật nhịp, cái từ sau là nhật nhịp thôi. Khúc sau còn nhật mỗi hả? Nhật hết nhịp. Nhật hết nhịp. Nhật chập nhịp. Cái đó mới ghê. Nhỏ nhịp có chút là chọc hoài. Nhưng mà đừng nhịp. Và bây giờ sẽ là tên gọi thứ ba của Nhật à. Trời ơi chị. Ông nhịn cười rồi. Nhật nguyên tem. Ủa khoan, nhập nguyên tem là gì? Nhập cái gì mấy má?
Nhập nguyên tem luôn, ghê chưa, không phải nhập nha. Mà nhập là hàng nhập khẩu nha, nguyên tem là còn nguyên thùng, nguyên tem. Nguyên thùng, nguyên kiện luôn. Còn nguyên siêu luôn á. Xuống container. Nhưng mà quan trọng là bây giờ người đẹp Seola đặt tên gì cho anh chàng này nào? Nhật đáng yêu. Đúng rồi. Vậy mới là chính xác nè. Và giống như là một cậu trai có chiều cao vượt trội á. Dạ. Và hy vọng là bóng dáng một người đàn ông thật là lịch lãm, bản lĩnh, tự tin và mạnh mẽ đang chờ đón chúng ta. Nhưng mà không biết là bây giờ ý kiến của mọi người tư vấn cho Seola là anh chàng này có nên bước tiếp vào vòng trong hay không. Xin mời. Rất hồi hộp. Càng về sau, vai trò của những lượt tư vấn và cũng như là những lượt quyết định bình chọn rất quan trọng. Bởi vì không còn nhiều cơ hội nữa. Đã 3 cơ hội trôi qua rồi. Và bạn Seola Trường không thể quay lại với 3 chàng trai mình đã nói lời từ chối. Chỉ còn 2 chàng mà thôi. Và kết quả tỷ lệ phần trăm tư vấn là, xin mời. Wow. Có khả quan hơn so với những chàng còn lại. 40% nói có và 60% nói không. Bạn theo số ít hay số đông đây? Xin mời. Một anh chàng như vậy hiền lành, đáng yêu, thật thà, cũng dễ để mình chia sẻ, cũng dễ để mình có thể là khống chế anh ấy. Mình sẽ nằm kèo trên, anh ấy nằm kèo dưới. Và câu trả lời của Seola là, Seola đã nói rằng no, no, rằng không. Một lần nữa, lần thứ tư trong ngày hôm nay, bạn đã nói 4 lần từ chối, đồng nghĩa với việc chàng trai còn lại đó chính là Lê Quang. Bạn đã bước vào vòng trong, chúc mừng bạn. Wow! Wow! Khoan từ từ nha, có gì cấn cấn đây nè. Ảo thuật hả? Ảo thuật hả? Ảo thuật hay sao? Sao em thấy giống quá vậy? Ủa sao giống vậy? Dạ dạ, mặc đồ cũng giống kìa. Đầu tiên là điển trai, cái tôi giật mình, ủa cái mặt này mình thấy quen quen đâu rồi? Nè, chương trình này là chương trình phép thuật hay sao á? Biến hình luôn kìa. Đây nè, không thể có trò ảo thuật ở đây được. Bởi vì vóc dáng của người mà bạn mới nói lời từ chối là bạn Lê Nhật vẫn còn đó. Phải như thí dụ là anh đó anh biến mất, anh đi xuyên tường, anh đi qua đây thì... Giống như David Copperfield hả? Thân đen, Huyền Linh ở vị trí thứ hai. Xin mời. Wow. À. Cùng chiều cao, cùng phong cách. Yeah. Và gương mặt cùng giống nhau. Khai thiệt đi, hai người là chị em đúng không? Hello. Người ta là hàng xóm. Trời ơi, hả? Thưa mà đó, anh này 22 tuổi, anh này 24 tuổi. Thì ba cho trên đây coi với chị cơn chưa? Anh nhớ lộn hả? Anh nhầm hai đều rồi. Ồ, em nhớ là anh này 24 mà anh còn 24. Lê Nhật bao nhiêu tuổi? Dạ 21. Thấy chưa? Lê Quang. Dạ em 21. Rồi xong luôn, tôi bị lừa rồi. Tôi chắc đích thị hai bạn là hàng xóm. Chắc luôn. Anh em song sinh à? Hả? Anh em song sinh à? Anh em song sinh. Song sinh hai tay. Sao mà hai bác nhà khéo quá chừng vậy ta? Dạ. Song sinh mà cao to đẹp trai anh hiền lành. Anh có em gái không? Mà còn nguyên tem. Trời có ạ. À. Có em gái hả? Gì vậy? Hỏi em gái chị. Em nghĩ chắc xin em gái chắc cũng đẹp lắm á. Trời hết hồn xíu. Hết hú vía luôn á. Rồi giới tính rồi. Tưởng đâu em tìm được mảnh ghép còn lại, các em tiện chuyển đâu qua giới tính luôn. Như vậy Lê Nhật hay Lê Quang, ai là anh, ai là em? Em đoán đi. Em nghĩ... Em đoán đi. Nhịp nhịp này là anh. Ra trước mừng quá. À, ta ra trước là anh, ta nhịp tới giờ. Đâu, đứng á. Anh, đứng ở ngoài vậy nè. Ê nhỏ, ra chưa, đứng anh chờ em nè. Đó là dự đoán của bạn, nhưng tôi đoán Lê Quang là anh. Mình cá hồi bữa đi Đầm Sen đi. Ok. Hello. À có rủ tiền mập, có rủ tiền có, mập. Có. Mỗi người một có thuyền. Đi không? Mỗi người một thuyền. Chồng em cho đi rồi. Nào, hãy xác nhận cho tôi biết được rằng hai bạn, ai là anh và ai là em. Xin mời Lê Quang. Dạ, em là anh ạ. Wow. Đầm Sen, Đầm Sen. Vậy là anh này ra sao, anh này mừng quá, anh này nhịp. Làm em được nhường mà, làm em lúc nào cũng được nhường mà. Như vậy, hai anh em sinh đôi, điển trai như nhau, nét mặt rất giống nhau luôn. Các bạn có thường xuyên đồng hành cùng với nhau để tiếp xúc với mọi người trong cuộc sống và trong công việc không? Thì có ạ. Anh em rất yêu thương nhau ạ. À hả? Có hay đi chơi cùng nhau không? Dạ có ạ. Thế có khi nào hai anh thích một bạn không? Anh em song sinh thì sở thích giống nhau lắm, đúng không? Dạ không. May quá. Có bao giờ là gặp tình trạng là mọi người bị nhầm lẫn với hai bạn không? Thì có. Họ nhầm như thế nào? Kể một câu chuyện vui cho tôi nghe nào. Lúc đi học thì thầy cô hay kêu lên tá bài hoặc như kiểm tra miệng á. À, cũng có nhầm lẫn á. Thầy cô nhầm sao? Nhầm là ví dụ như là kêu tên em mà nhìn mặt giống á.
Đó thì anh kia. À, nhìn mặt của anh nhưng mà gọi tên của em. Em nghĩ là đi học hồi xưa là hai anh chỉ cần một anh học bài thôi. Đúng rồi. Tại vì đại người cái người kia lên. Là ok. Bài xong. Xong rồi qua ngày hôm sau là tới lượt em nha. Hôm qua anh là tới lượt em nha. Lời lắm luôn. Nhưng mà thôi, cái đó gian lận rồi. Hai anh em tự nhận xét là tính cách của mình càng lớn hơn thì càng giống nhau hay là càng khác nhau à? Càng lớn hơn thì càng giống nhau. Ây cha, như vậy ngày hôm nay hai anh em ở hai chiến tuyến cùng nhau chinh phục một người đẹp nữa. Như vậy người em vừa mới rụng nụ rồi. Vậy người anh thấy sao? Thấy hả hê trong bụng không? Hay cảm thấy ôi da, người anh em song sinh của mình đã buồn rồi, tự nhiên mình buồn theo? Thì tất nhiên là mình đàn anh là mình sẽ nhường cho em. Vậy bây giờ anh có muốn nhường cho em không? Hai anh em là hai anh em sinh đôi. Người chơi đứng tại đây vị trí này là Seo La Trương, không có quyền quyết định để thay đổi kết quả. Nhưng tôi cho đặc quyền của bạn. Bạn cũng là anh sinh đôi của người còn lại. Nên bây giờ bạn hãy quyết định đi. Bạn bước vào vòng trong hay em của mình? Mình suy nghĩ một phút nha. Một phút bắt đầu. Tôi không cho gọi điện nha. Trợ giúp của người thân. Hãy quyết định. Đây có thể là cả một vấn đề tương lai. Bởi vì có thể bước vào một tiệm spa, trở thành một ông chủ trong tương lai. Mà ở đất Mỹ xa xôi kia, bao nhiêu ánh hào quang đang chờ đón bạn. Mà tưởng tượng xem, các bạn điển trai đến như vậy, ôi trời ơi, những em bé sẽ đẹp như thế nào, như một thiên thần. Bạn nhường quyền hạnh phúc đó cho em mình hay bạn sẽ giữ lấy? Cho mình sợ nhường lấy. Như vậy, Lê Quang đã nói lời nhường lại quyền may mắn của mình dành cho Lê Nhật, cũng là người anh em song sinh của mình. Tôi hỏi chơi vậy thôi chứ luật chơi không chấp nhận. Anh ơi, như này nè, tại vì em thấy hai anh có hai cái tính cách giống nhau nè, chiều cao giống nhau nè, sở thích giống nhau, khuôn mặt cũng giống nhau. Nhịp thì... khác nhau. Nhịp khác nhau xíu thôi, nhưng mà thật ra là em thấy cũng phân vân lắm. Em không biết là em có thể tương tác cùng trò chuyện cả hai anh được không? Là hai anh bước xuống đây để vượt qua thử thách với em á. Người tham lam phụ nữ là em đó. Không phải tham lam mà bây giờ tự nhiên anh... Em muốn bắt cả hai tay à? No, em chỉ chọn một thôi, nhưng mà bây giờ thì chọn anh đi. Lại nhường cho em rồi. Như vậy em cảm thấy cũng không công bằng với em nữa. Là sao? Tự nhiên bây giờ em chọn anh số 5 rồi. Tự em đâu có chọn, ngẫu nhiên số trời chọn đó. Bây giờ em đã bỏ cái cơ hội của em rồi. Bây giờ bất công cho em. Thì bây giờ người ta cũng có quyền lựa chọn, em cũng có quyền lựa chọn vậy. Không chấp nhận, luật là luật hết. Nhưng mà không em được. Phải hẹn hò với anh kia. Đúng, chị phải bên em. Đúng rồi, tại vì sao? Tại vì nhân vật chính của chúng ta là nữ. Ờ thì sao? Chúng ta phải bên vực người nữ và chúng ta phải đứng về phía của nhân vật chính. Ờ nhưng mà nam nữ giờ bình đẳng rồi, thấy không? Tôi cũng phải có tiếng nói của tôi vẫn đảm bảo phải giữ vững cái luật của chương trình. Nhưng mà em ủng hộ. Ủng hộ cái gì? Ủng hộ cho Seo La. Đó là hạnh phúc của em mà anh. Ở đây, đứng trên góc nhìn này, chúng ta có 3 người. Hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau, chứ lại tìm hiểu cùng lúc hai người. Trời ơi, khó coi chết à. Không phải là tìm hiểu một lúc hai người, mà thực ra là em chỉ muốn biết được là hai anh tính cách thực sự là có thuộc về em hay không. Có ai có thể tạo cho em được một cảm giác an toàn mà. Em tham vậy rồi bao nhiêu cô gái khác tham gia chương trình này thì sao? Nhưng mà tại vì hồi xưa đến giờ khán giả coi chương trình có ai có hai người sinh đôi như em. Đúng rồi đó. Nếu như hai người không phải là hai anh em, mà nhất là hai anh em sinh đôi nữa, đây là một trường hợp rất đặc biệt. Người ta là hai cá thể khác nhau, còn đây gần như là một. Bởi vì sao? Giống nhau từ ngoại hình tới nội thất. Mà bây giờ còn nhường nhau, nhường qua nhường lại nữa chị. Thì đó, mà cái dòng nhường khổ lắm. Anh có nghe người ta nói là đồng dao cách cảm không? Anh em sinh đôi họ có cùng một cái tâm trạng giống nhau. Bởi vì bây giờ chúng ta nên nghĩ rằng đây là một trường hợp đặc biệt và phải ưu ái. Anh nhường cho em mà em nhận thì lại sợ anh buồn. Mà bây giờ anh không nhường cho em thì người ta nói làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Mà nếu mà em nhận thì lại sợ anh mình lại mất đi cơ hội. Mà bây giờ em không nhận thì người anh lại buồn, lại đưa qua cho người em, rồi người em cũng lại buồn, đưa qua cho người anh, đưa qua đưa lại riết giống như sao là trái banh vậy. Đúng. Ê, tôi cuối đời sao? Đúng. Bởi vì mình phải phá luật đi anh. Thần giao cách cảm mà. Cũng khá thú vị đó chứ. Tại sao chúng ta không thử? Thử không mọi người? Thử không? Cũng hợp lý. Được, lần này Tuyền Mập đã chứng tỏ được cái nữ quyền của mình. Và Seo La, chúng tôi phá lệ một lần. Chấp nhận cho bạn tìm hiểu cùng một lúc hai anh chàng với trường hợp đặc biệt. Hai anh em sinh đôi Lê Quang và Lê Nhật. Chúc mừng hai bạn. Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại với Ngôi sao tình yêu. Kịch tính đã được diễn ra ngay trên sân khấu này. Và đây chính là lần đầu tiên mà Hoàng Đa Bơ cùng với Tuyền Mập phá lệ để cho Seo La Trương sẽ có được cơ hội tiếp xúc với hai chàng trai. Bởi vì lý do nhất đây là hai anh em sinh đôi. Ngay sau đây sẽ là một món quà bất ngờ dành tặng cho Seo La. Hãy sẵn sàng nhé. Xin mời quý vị cùng nhau chào đón Lê Quang và Lê Nhật.
phải có chia sẻ, có cảm thông em hỡi. Đâu phải chỉ mới yêu thương, chỉ có yên vui mỗi ngày, mà phải có lúc buồn, rơi nước mắt cùng nhau. Yêu là khi giữa hai ta đặt cuộc sống của nhau vào mình. Yêu tất cả, yêu quá khứ của nhau. Yêu là ai bước chân đi thì bàn tay kia sẽ níu lại, sẽ ôm chặt và không thể rời xa. Tôi biết bạn khó xử lắm, làm khó mình chi, rồi về khó xử. Thấy chưa, đứng trển nhìn tưởng dễ, nhưng mà khi tiếp xúc thật sự với hai anh chàng này, vừa điển trai, vừa ngọt ngào trong bài hát vừa rồi, mà lại là hai cái tấm gương phản chiếu của nhau nữa, ôi trời, như hai giọt nước. Làm sao đây? Em chọn bên trái hay bên phải? Em nói thẳng đi, khỏi thi nữa. Em tự đưa em vào thấy khó luôn. Chứ vậy, bây giờ em quyết định luôn không? Không, em cũng muốn tìm hiểu về tính cách của hai bạn giống như hồi nãy em nói. Em cầm tay lên Nhật đi. Em thấy em tự cầm tay em cho nó an toàn. Vậy luôn hả? Em run quá. Rồi bây giờ bớt run lại nè, tôi cho bạn những cảm giác đầu tiên trước đó đã. Dạ. Chưa có ai, phải gọi là may mắn đi, có thể cảm nhận được tình cảm của hai chàng trai là hai anh em sinh đôi dành cho bạn ngày hôm nay. Đó là lý do họ đến đây đấy. Nắm tay Lê Nhật nè. Em nắm trước hả? Dạ. Nắm tay Lê Quang nào. Hai tay anh lạnh quá. Hồi hộp. Như vậy cái cảm giác nó giống hay nó khác nhau giữa hai bàn tay? Em cảm giác tay bên trái lạnh nhiều hơn tay bên phải. Tay bên trái lạnh là nhiều bạn hơn tay bên phải. Lạnh nhiều hơn tay bên phải. Hãy ghi nhận những cảm giác đầu tiên nhé. Những cảm giác đó rất quan trọng. Bạn nói rằng bạn không quan trọng tuổi tác, xuất phát điểm như thế nào, quan trọng nhất trong tình yêu là cảm xúc. Tim nằm bên nào? Em thấy em giờ đập loạn tùm lum. Anh chưa thấy được mà. Tim nằm bên nào? Không nhớ luôn. Bên trái. Đẹp ơi, bên trái đẹp. Bây giờ là tim nằm ở giữa. Bà chủ spa bên trái nha, để biết vẫn vẫn nào. Vẫn nằm ở giữa. Có hả? Chủ spa giờ tim lọt ở giữa rồi. Tim lọt giữa, biết nghiêng qua trái nghiêng qua phải thôi. Thì bây giờ bàn tay phải của bạn hãy đặt lên tim của Lê Quang. Xin mời. Tim là bên trái hay bên phải? Bên trái của Lê Quang đâu? Bên trái, bên phải. Đúng luôn. Rồi tay trái của bạn đặt lên. Cảm nhận đi, cảm nhận, nhắm mắt nè, nhắm mắt. Không ai may mắn như bạn bây giờ đâu. Bạn cảm nhận như thế nào về nhịp tim của hai anh chàng này? Bên trái hồi hộp hơn nè. Vẫn là sự hồi hộp hơn, lạnh hơn. Và tim loạn nhịp đập nhiều lần hơn trong phút của Lê Quang. Bởi vì anh mới nhịp, anh làm nóng cơ thể. Đó là những cảm xúc đầu tiên. Và bây giờ vẫn đúng với luật chơi, chúng tôi tặng cho cả ba bạn 3 triệu đồng. Nhưng quan trọng hơn hết, chúng ta vẫn chưa được sử dụng 3 triệu này mà phải vượt qua 2 vòng thử thách. Với những vòng thử thách này, chúng ta chờ đón xem cả hai chàng trai sẽ đối diện tình huống trên sân khấu ra sao, để chúng ta hiểu về nhau, cảm nhận về nhau, đặc biệt là cảm xúc thật sự của Seo La sẽ thuộc về anh chàng nào nhiều hơn. Thật căng thẳng và hồi hộp, không biết đề bài sẽ như thế nào đây. Giữa ngã ba đường tình, một hoàn cảnh rất éo le, nhưng chắc chắn trong cuộc sống này sẽ có những trường hợp này xảy ra. Chờ đón xem phần tái hiện của các bạn trên sân khấu như thế nào để chúng ta cảm nhận với nhau. Và bây giờ xin mời cả ba cùng lắng nghe đề bài thử thách đầu tiên có nội dung như sau. Bất ngờ nhìn thấy người anh em sinh đôi và người yêu ôm nhau, bạn nam sẽ Ở trường hợp này chúng tôi sẽ phân định như sau. Người bất ngờ nhìn thấy là Lê Quang, là người anh. Em của mình là Lê Nhật lại ôm ấp người yêu của mình là Seo La. Lúc đó Lê Quang sẽ phản ứng ra sao? A. Tát người yêu ngay lập tức. Hãy sẵn sàng với phương án B. B. Tát người anh em ngay lập tức. Nhật, phải lắng nghe đi. Ây da. Căng nha. Trời ơi,
Hãy sẵn sàng với phương án C. Tha thứ cho cả hai. Hai ngày làm cái gì vậy? Em xin lỗi. Tại vì hai người quá giống nhau nên đôi lúc em không biết cảm xúc của mình nằm nơi nào. Em xin lỗi. Rốt cuộc thì anh chọn ai? Em chọn anh à. Em chọn anh à. Bởi vì người em yêu thật lòng chỉ có anh thôi. Xin anh hãy tha thứ cho em. Thực sự là em xin lỗi anh. Mong anh được tha thứ cho em. Vậy thì anh sẽ tha thứ cho hai người. Chúng ta cùng cầm tay hòa đi. Vui vẻ cùng nhau. Chung chung mình rất rất vui. Ba anh em yêu một luôn ha. Ngay sau đây sẽ là phần giải đáp mọi đáp án. Ba con người đang vượt qua được những thử thách. Và bây giờ hãy đưa ra phần lựa chọn của mình. Rõ ràng là bạn Lê Quang sẽ biết mình sẽ phản ứng ra sao trong trường hợp éo le vừa rồi. Và Seo La hãy cảm nhận cảm xúc của riêng mình. Còn với Lê Nhật là một người em sinh đôi, chắc chắn thần giao cách cảm sẽ giúp cho bạn trả lời được câu hỏi này. Đề bài như sau. Bất ngờ nhìn thấy người anh em sinh đôi và người yêu ôm nhau thì bạn nam sẽ A. Lê Quang sẽ tát người yêu của mình ngay lập tức. B. Tát người anh em ngay lập tức. Và C. Tha thứ cho cả hai. Xin mời cả ba hãy trả lời A, B hay C. Đâu mới là sự lựa chọn của ba bạn? Câu trả lời đã được gửi đi. Và bây giờ xin mời ngôi sao tình yêu hãy hiển thị kết quả. Lựa chọn của ba là gì? Ai sẽ trùng khớp với Seo La? Hoặc cả ba sự lựa chọn đều không trùng khớp? Hoặc cả hai anh em đều hiểu Seo La? Trường hợp nào sẽ diễn ra đây? Xin mời. Và kết quả là đã có sự trùng khớp của Seo La và Lê Nhật. Chúc mừng hai bạn. Lê Quang, chẳng lẽ từ nhỏ đến giờ bạn luôn ăn hiếp người em sinh đôi của mình hay sao? Dạ không ạ. Vậy tại sao bạn chọn B? Là mình sẽ tấn công người em? Dạ, em nhường. Dạ. Đánh một cái và nhường một cái lại người yêu cho người em. Hoặc trong đầu anh ấy đang có đáp án C, nhưng anh ấy cố tình đánh B. Được lắm, được lắm. Như vậy chúng ta đã cảm nhận được cái phần thể hiện vừa rồi trên sân khấu. Và Seo La hãy giữ lấy những cảm xúc này. Và chúng tôi khuyến cáo quý vị, những hành động bạo hành trong gia đình là một điều tuyệt đối không nên. Đây chính là những trường hợp mô phỏng mà thôi. Và các bạn hãy lưu ý, đây là một trường hợp đặc biệt. Nên qua mỗi vòng thử thách, chúng tôi sẽ không trừ tiền các bạn. Chúng tôi vẫn giữ nguyên 3 triệu đồng đó cho đến cuối chương trình. Và chờ đón xem câu trả lời cuối cùng của bạn Seo La như thế nào và quyết định sử dụng số tiền đó ra sao. Và bây giờ sẽ là nội dung thử thách thứ hai. Xin mời. Vô tình ôm nhầm người anh em sinh đôi của người yêu thì bạn nữ sẽ phải làm gì? À, bây giờ là lúc vô tình, bạn chỉ vô tình thôi chứ không cố ý. Chờ đón xem khi Seo La ôm nhầm người anh là Lê Quang thì phản ứng của bạn người em là Lê Nhật như thế nào đây? A. Seo La giả vờ như không có gì cả. Cửa cho em với. Ok, đợi anh tí. Ủa kìa chị à? Dễ thương, trời ơi, mặt tỉnh kìa. Em ơi, anh của em đâu rồi? Anh của em đi vắng rồi. Vậy hả? Vậy thôi chị ngồi chơi nha. Dễ thương quá. Trời ơi, sao lại dễ thương quá em ơi. B. Cười trừ rồi xin lỗi người anh em. Anh ơi,
Ok, đỡ anh tí nè. Nhớ quá. Ôi chết rồi. Sai quá, sai quá. Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Trời ơi, sao tự nhiên ông nhầm vậy? Xe. Xe la xẻ. Xấu hổ gì bỏ chạy. Anh ơi, mở cửa cho em với. Để anh tí nha. Dạ. Nhớ anh quá. Đi đâu đây? Trời. Sao la ơi, em phải là một diễn viên thôi. Ôi cưng quá Sao La ơi, lâu lắm rồi mình chưa quay lại điện ảnh đúng không? Dạ đúng. Trước rồi. Đây bà đang đã từng tham gia dạ, một cũng số khá dự án. Lâu rồi, dạ. Mà rõ ràng là với những cái nét diễn của bạn như không diễn cũng rất là tự nhiên, rất là đáng yêu. Và bây giờ hãy cầm điện thoại để kết nối với Ngôi Sao Tình Yêu với đề bài như sau. Vô tình ôm nhầm người anh em sinh đôi của người yêu, bạn nữ sẽ phải làm gì? A. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. B. Cười trừ rồi xin lỗi người anh em. Và C. Xấu hổ và bỏ chạy. Đâu mới là phương án lựa chọn của Sao La? A, B hay C đây? Người anh là Lê Quang hay người em là Lê Nhật sẽ có phương án trùng khớp với người đẹp của chúng tôi. Đừng nhượng bộ gì cả. Chúng tôi cần thấy được sự hết mình trong tình yêu của cả hai anh em sinh đôi. Hạnh phúc là của mình. Đương nhiên, nhìn anh em của mình cũng hạnh phúc. Nhưng có hạnh phúc hay không, khi trong đó lại có sự nhượng bộ và hy sinh, đã có kết quả của các bạn. Và bây giờ, Ngôi Sao Tình Yêu sẽ hiển thị kết quả. Thử thách cuối cùng, chàng trai nào sẽ có sự trùng khớp đáp án với Sao La? Xin mời Ngôi Sao Tình Yêu. Kết quả là... Wow! Wow! Một sự cân bằng tỷ số rồi, kính thưa quý vị. Sao La, nữ chính chúng tôi sẽ phản ứng theo phương án B. Đó chính là xin lỗi. Và từ góc nhìn phía xa xa, người anh Lê Quang đã chọn phương án B. Trùng với Sao La, riêng với Lê Nhật thì cảm nhận rằng chắc là Sao La sẽ xấu hổ và bỏ chạy với phương án C. Ai cha cha cha. Lê Quang à, bạn không có lợi thế khi cảm nhận trực tiếp, nhưng tại sao bạn lại có sự trả lời trùng khớp với Sao La như vậy? Dạ em nghĩ là tính cách mạnh mẽ của Sao La như vậy. Chúc mừng Lê Quang. Với một người thẳng thắn giống như Sao La, bạn sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề và xin lỗi đúng không nào? Còn Lê Nhật nè, tại sao bạn nghĩ Sao La sẽ xấu hổ và bỏ chạy? Vì Sao La là có tình cảm với anh rồi là mình nghĩ sẽ xấu hổ. À hả, nhưng thật đáng tiếc không trùng khớp với người đẹp rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ cần đến sự tư vấn của hội đồng. Ban giám khảo gồm tất cả những vị khán giả nữ xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu. Đầu tiên, chúng ta sẽ dành phần bình chọn của mình cho người anh Lê Quang. Tỷ lệ phần trăm bao nhiêu người ủng hộ và không ủng hộ Lê Quang có cơ hội tiếp tục hẹn hò với Sao La. Xin mời quý vị. Lê Quang là người anh. Anh ấy luôn có một tư tưởng, đó chính là muốn nhường cho người em. Thì chắc chắn trong cuộc sống thương nhật, anh ấy luôn là người lùi lại một bước để giúp cho người em được có lợi thế hơn, được tỏa sáng hơn. Nhưng với cảm nhận của tất cả quý vị khán giả, thì mọi người thấy Lê Quang là một anh chàng như thế nào? Và hãy đưa ra lời tư vấn dành cho Sao La đi. Sao La có nên hẹn hò với anh này hay không? Và bây giờ sẽ là kết quả tỷ lệ phần trăm bình chọn của mọi người dành cho Lê Quang. Xin mời Ngôi Sao Tình Yêu. Tỷ lệ phần trăm là... bao nhiêu phần trăm là có và bao nhiêu phần trăm là không đây? Người anh Lê Quang với tỷ lệ như sau, và đó là wow, Lê Quang bạn có 80% số phiếu ủng hộ. Bạn có thể lùi xuống một bước. Xin mời Lê Nhật, người em bước lên phía trước một bước. Đây chính là nhân vật mà chúng ta sắp sửa cầm điện thoại lên để bình chọn cho anh ấy. Xin mời các bạn. Lê Nhật xứng đáng với bao nhiêu phần trăm ủng hộ hay bao nhiêu phần trăm không ủng hộ đây? Là người em trong gia đình luôn luôn có được một lợi thế là sự yêu thương và cưng chiều của tất cả mọi người. Nhưng liệu rằng là phải 100% sự nhường nhịn đó hay không? Bước vào những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời, đặc biệt là hạnh phúc hôn nhân và gia đình, chúng ta đừng bao giờ xem thường những mối quan hệ này. Trân trọng, bảo vệ và gìn giữ. Lê Nhật, người đàn ông mà theo chính với cảm nhận của Sao La là có nhịp tim đập nhanh hơn người anh của mình, đôi bàn tay cũng lạnh hơn người anh của mình, và cái cảm xúc cũng khác biệt. Với tỷ lệ phần trăm như sau, tỷ lệ phần trăm dành cho người em là 50-50. Khó, rất khó để bạn khá khó. Dạ. Như vậy quý vị khán giả đang cảm nhận rằng
người anh là Lê Quang có phần phù hợp hơn với Seola. Nhưng Seola mới là người con gái trực tiếp tiếp xúc với cả hai. Hãy lắng nghe cảm xúc của mình nhé. À, trước khi đưa ra quyết định của mình thì em có thể hỏi một câu hỏi được không ạ? Dạ được. Em xin hỏi anh Lê Quang, nếu như để anh lựa chọn một lần nữa thì anh có trao cơ hội này cho em anh không? Anh sẽ nhường lại cho em ạ. Ok, thank you anh. À, anh ơi, nếu như cho một cơ hội để nhường anh của anh thì anh có nhường không ạ? Anh nghĩ là không. Do cơ hội đến với mình chỉ một lần thôi, mình chỉ sẽ nắm bắt cơ hội đó. Ok, thank you anh. Sao là 10 giây suy nghĩ, 5 giây trả lời, bắt đầu. Và trong thời gian này chúng tôi sẽ nói lại một cái luật đặc biệt cho vòng này. Người quyết định duy nhất là Seola. Hai chàng trai, các bạn không cần phải nhường nữa. Các bạn hoàn toàn xứng đáng với người đẹp. Nhưng quan trọng bây giờ sẽ là cảm xúc của Seola. Seola chỉ được quyền chọn một người để hẹn hò mà thôi. 3 triệu đồng đang có sẵn trong tài khoản. Nếu như bạn chấp nhận hẹn hò với một trong hai người, 3 triệu sẽ biến mất. Bạn chỉ có tình yêu chứ không có tiền bạc. Còn nếu như bạn nói rằng bạn không muốn hẹn hò với hai anh nữa thì số tiền thưởng 3 triệu đồng sẽ được chia ba, mỗi người 1 triệu. Rất đơn giản. Một là vỏ ra tên của chàng trai Lê Quang là người anh hay Lê Nhật là người em, hoặc em trả lời không. Và 5 giây trả lời đã kết thúc. Không biết câu trả lời của cô ấy sẽ như thế nào đây. Rõ ràng là mọi người đang có thiện cảm với Lê Quang là người anh rất nhiều. Có thể là với vai trò là một người anh, một người biết nhường nhịn, chững chạc hơn đôi chút. Còn với Seola, cảm xúc của cô ấy khi tiếp xúc với hai danh chàng này như thế nào đây? Cô ấy sẽ chọn một trong hai cái tên Lê Quang hay Lê Nhật, hay sẽ là một con số 0? Cô ấy xinh quá làm em nhói lòng. Nhói lòng. Lòng vợ anh nhé. Anh có một luôn bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Nắm tay Lê Nhật nè. Em nắm trước hả? Dạ. Nắm tay Lê Quang nào. Hai tay anh lạnh đúng không? Hồi hộp. Như vậy cái cảm giác nó giống hay nó khác nhau giữa hai bàn tay? Em cảm giác tay bên trái lạnh nhiều hơn tay bên phải. Tay bên trái lạnh là bạn nhiều Lê hơn Nhật tay bên phải. Lạnh nhiều hơn tay bên phải. Yeah. Nhắm mắt nè, nhắm mắt. Bạn cảm nhận như thế nào về nhịp tim của hai anh chàng này? Bên trái hồi hộp hơn ạ. Đã có kết quả. Số tiền thưởng 3 triệu đồng sẽ được giải quyết như thế nào đây? Nếu như Seola chọn hẹn hò một trong hai anh em thì tên của người được hẹn hò sẽ xuất hiện trên màn hình của ngôi sao tình yêu. Còn nếu như Seola không chọn ai cả, trái tim sẽ tan vỡ ra làm đôi. Chàng trai nào sẽ được xướng tên lên đây? Quyết định cuối cùng của Seola Trương là không hẹn hò. Không hẹn hò. Chẳng lẽ là anh nhìn sai mất rồi? Tôi đã mường tượng và đoán được cái kết quả này rồi. Em cũng vậy. Thực sự là trải qua biết bao vòng thử thách rồi và mình càng cảm nhận cái điều này với góc nhìn khách quan, đúng không? Dạ. Seola ơi, tại sao bạn nói không? Thật ra thì đối với hai bạn thì em đều có một cảm xúc rất là trân trọng hai bạn. Thứ nhất là đối với người anh thì anh ấy nhường cho người em cái cơ hội của mình thì chứng tỏ anh là một người biết chia sẻ, biết cảm thông và biết nhường nhịn. Còn đối với người em thì người em biết nắm bắt cái cơ hội mình đang có. Nói chung là người nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm hết. Nhưng mà cái em tôn trọng nhất là tình anh em, nên em không muốn phá vỡ cái điều đó, nên em chọn quyết định em một mình. Ồ, nhưng mà thật sự như vậy thì quá thiệt thòi cho những cặp song sinh. Chẳng lẽ như vậy họ chẳng bao giờ có được hạnh phúc nhưng mà đứng giữa ngã ba đường. Nhưng mà họ đổi lại thì các ba có thể làm bạn à? Đương nhiên rồi, 3 triệu đồng đã được chia ba, mỗi người 1 triệu, chúc mừng các bạn. Ba đứa đi chơi. Thôi, chúng tôi tôn trọng cảm xúc của Seola. Một số rất đặc biệt của ngôi sao tình yêu đã được diễn ra trên sân khấu này. Mặc dù kết quả là không có cặp đôi nào, nhưng hy vọng những nụ cười, những kỷ niệm đã đọng lại với những ký ức đẹp của tất cả những người chơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đặc biệt là gửi lời cảm ơn đến ba chàng trai chúng tôi tại ngôi sao tình yêu. Cảm ơn các bạn. Và kính thưa quý vị, chương trình Ngôi sao tình yêu được thực hiện bởi công ty Sunrise Media. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.